chương 171, không có một tia kỹ xảo, tất cả đều là trị số, hạ. ầm um. Phương Tây lôi đài bên trên, tập hợp gần như tất cả người lực chú ý. Suy cho cùng tam thái tử mới là cái này lần thánh long đại hội tiêu điểm. Chỉ gặp ngao thần kiếm mang chém tới, tiểu bạch long lập tức nghi người một lóe, kiếm mang liền sượt qua người rơi tại phía sau. Cái này kiếm khí, có hoa không quả. Tiểu bạch long lắc đầu, theo sau trở tay chém ra một đạo kiếm khí. Kiếm mang đánh tới, ngao thần căn bản vô pháp ngăn lại lui về sau liên tục hắn lập tức cảm giác đến song phương chênh lệch ngao liệt tự hồ không có sử dụng cái gì kinh thế kiếm chiêu chỉ là dùng thuần túy nhất kiếm khí cái này một kiếm chém ra ngao thần căn bản ngăn cản không nổi cả cái người xoay người xuống lôi đài rơi xuống ở trong đám người vô cùng đơn giản đánh bại ngao thần thậm chí có điểm cảm giác ngao thần đánh giả thi đấu cảm giác dù sao cũng cái này ngao thần cũng là thiên tiên sơ kỳ a mặc dù pháp lực tiểu bạch long yếu một đường nhưng mà không đến mức cái này không chịu nổi một kích Vạn Thánh Long Vương dụi mắt một cái, bên quá đầu nhìn về phía Tây Hải Long Vương, hắn xem là cuộc tỷ thí này là Tây Hải Long Vương có ý an bài, suy cho cùng cái này lão Long Vương cực kỳ sĩ diện hảo, nếu là tiểu Bạch Long trận đầu liền thua thế nào chịu được. Có thể hắn một chớp mắt, lại nhìn đến đồng dạng một mặt kinh ngạc Tây Hải Long Vương. Tây Hải Long Vương cũng là sững sờ, suy cho cùng ngao thần bại đến quá nhanh, liền tựa như cùng tiểu Bạch Long diễn kịch, tiểu Bạch Long nhẹ nhàng một kiếm chém tới, hắn liền lập tức bay ra ngoài, liền ngăn lại một lần đều làm không đến cái này không phải giả tái là cái gì. Không chỉ tại chỗ đánh giả thi đấu, còn là ở ngay trước mặt hắn. Nhưng mà, theo lấy vị thứ hai, vị thứ ba Long Tử đăng tràng, cùng Tiểu Bạch Long luận bàn, cũng là không hẹn mà cùng, liền Tiểu Bạch Long một kiếm cũng không tiếp nổi toàn bộ bị một đạo vô hình kiếm khí tập trung, nháy mắt bay ra bên ngoài sân. Liền thời gian nửa nén hương không đến, Tam Thái Tử liền đào thải mười mấy cái Long Tử. Vạn Thánh Long Vương cùng Tây Hải Long Vương cùng lúc ngay ra như phỏng, triệt để nghĩ mãi mà không rõ. Để mười mấy cái bất đồng hải vực long tử cùng nhau đánh giả thi đấu, đây tuyệt đối không khả năng. Lẽ nào ngao liệt thật lợi hại như vậy? Cũng không quá khả năng a. À. Hắn xuất thế liền 300 năm cũng chưa tới, dù cho cái này 300 năm không ăn không ngủ toàn bộ dùng tại tu luyện thần thông bên trên, cũng khó dùng tu luyện tới cái này độ cao. Tiện tay một kiếm liền đánh bại cùng cảnh giới tu sĩ, cho dù là Phật môn xuất thân đại thần thông giả, cũng tuyệt đối làm không đến. Một thời gian, rất nhiều long vương đều xem không hiểu. Cái gì tình huống? Bắc Hải ngao chiến, cũng không đỡ nổi Tây Hải Tam Thái tử một kiếm, bị đánh bay ra ngoài. Cái này có thể là ngao chiến a, Bắc Hải thất thập nhị thái tử, nhân gia cũng không yếu, vậy mà liền Tam Thái tử ba chiêu đều gánh không được. Đừng nói ba chiêu, ngươi gặp bị Tam Thái tử đào thải người, có cái nào sống qua hắn một kiếm? Không có bất kỳ ai. Cái gì quỷ, Tây Hải Tam Thái tử không phải chỉ có chừng 200 tuổi. Thế nào biết cái này mạnh? Ngoại trừ tại tràng rất nhiều Long Vương xem không hiểu, bao gồm dưới đài nhìn giao đấu Long Tộc, cũng một dạng không nghĩ ra. Chủ yếu là tam thái tử tương quan giao đấu, xem thưởng tính quá thấp, gần như tất cả người leo lên lôi đài, tam thái tử đều là một kiếm liền sẽ đối phương đào thải, một chút ý tứ đều không có. Nguyên nhân chính là đây, liền có vô số người đều không tin cái này tà. Suy cho cùng tam thái tử thủ đoạn thực tại là quá quỷ dị, giơ tay một kiếm liền đánh bại cùng cảnh giới người, liền là liền một chút Long Vương đều kích động, nghĩ đến ngao liệt không khả năng lợi hại như vậy. Tỉnh Long Vương, ngươi thua. Tiểu Bạch Long đã không biết rõ cái này là cái thứ mấy, theo lấy chính mình biểu hiện ra không gì sánh kịp kiếm khí phía sau, đằng sau đến khiêu chiến hắn một cái sau một cái mạnh, mà lại đều là tự nguyện ra sân, liền là muốn nếm thử một lần tam thái tử kiếm có phải hay không tà môn như vậy. Chuyện cho tới bây giờ, không có một cái người có thể tiếp xuống tam thái tử một kiếm. Đến cuối cùng, liền một chút Long Vương đều rất hiếu kỳ. Cũng tỉ như cái này vị tỉnh Long Vương cũng là bởi vì hiếu kỳ, cái này mới chủ động lên đến cùng Tiểu Bạch Long giao thủ, kết quả hắn cũng không có thể chịu ở mấy vòng kiếm khí, liền bị một đạo kiếm khí bổ trúng bả vai, khá là lan dự đến đổ xuống lôi đài bên trên. Bởi vì đối mặt là tỉnh Long Vương, mà Long Vương đều tương đối tốt mặt mũi, cho nên tiểu Bạch Long còn là thả chút thủy, nếu không một kiếm liền đánh bại tỉnh Long Vương, hội làm cho đối phương 10 phần không chịu nổi. Còn được, sống qua mấy đạo kiếm khí. Tỉnh Long Vương vỗ vỗ bụi đất trên người, tán tháng nói, hiện chất kiếm khí thật là nhất tuyệt, bản vương kém xa vậy. Có tỉnh Long Vương tự thân nghiệm chứng càng hạ người càng thêm kinh ngạc. Nhìn lên đến Tiểu Bạch Long là thật có cái này dạng thực lực, cũng không phải dở trò dối trá. Các vị, từng cái lên quá mức phiền phức, cùng lên đi, miễn đến lãng phí thời gian. Tiểu Bạch Long mở miệng, hắn nhìn thoáng qua phía dưới, chỉ cảm thấy biển người mênh mông, nhìn không đến phần cuối, cái này dạng xuống không biết muốn đánh nhiều ít tràn, đơn giản để bọn hắn cùng tiến lên. Hắn đây cũng không phải là tự phụ, đơn thuần nghĩ lấy hiệu suất vì trước. Nhưng mà lời nói này, lại để cái khác Long tử nghe đến rất không phải tư vị ngươi lợi hại là lợi hại có thể cái này cùng vọng có hơi quá không làm người nhìn hừ cho dù ngươi kiếm thuật siêu quần nào có thế nào dạng ngươi một cái người chẳng lẽ còn tương đồng lúc chiến thắng chúng ta mấy cái vài trăm người mấy ngàn người không thành thật là cùng vọng vô biên a à. chư vị không quản là đến từ ba châu tứ hải ngũ hồ chỉ cần theo ta đồng thời lên đi đánh hắn liền là ta khác cha khác mẹ thân huynh đệ xong xong a à. nói lập tức có hơn trăm tên long tử viễn hóa long thân bên trên lôi đài Long tộc vốn liền thật khí phái, cái này lôi đài cũng xây dựng cực lớn, giống như một tòa thành nhỏ, mấy trăm đầu long sông đi lên cũng hoàn toàn sẽ không chen chút. Nhìn đến cái này một màn, phía bắc bá đài tông hùng quái một quyền đánh bay một vị chân tiên người kiêu chiến, cũng không nhịn được vì tiểu bạch long vuốt một cái mồ hôi. Hắn làm bá chủ, nhiều ít đều muốn trang trí một lần, không quản đối phương cái gì cảnh giới đều đánh đến có đến có về, còn muốn hướng mặt bên trên mò hai thanh xám giả bộ làm thắng đến gian nan, có thể tiểu bạch long hoàn toàn không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp muốn khiêu chiến toàn bộ người dự thi gần như tất cả hỏa lực đều bị hắn hấp dẫn cũng nguyên nhân chính là đây tất cả người ánh mắt toàn trên người tiểu bạch long cái khác ba chỗ lôi đài ngược lại không người hỏi thăm phương đông bá đài dạy học phía nam bá đài tán loạn toàn bộ im lặng rõ ràng bọn hắn cũng đánh đến rất tốt chiến thắng không ít người kết quả không có mấy cái xem bọn hắn so tái toàn bộ chạy tới nhìn ngao liệt chiến đấu dù cho thắng cũng thắng đến tẻ nhạt vô vị cái này tây hải tam thái tử lại là đem bản đại gia đầu ngọn gió cũng cho cướp. Ngao Lý tức giận nói. Muốn biết rõ hắn tới đây lớn nhất mục đích, liền là hướng rất nhiều long muội muội khoe khoang chính mình đại bảo bối, hắn khổng long tác còn có càng không châm, kia một kiện không phải hồng hoang nhất đẳng hậu thiên linh bảo. Những này bảo vật vốn nên vừa mới hiện ra liền sẽ dẫn tới chúng nữ hô to, vạn long trố mắt, hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Tất cả người đều biết hắn là Đông Hải ngũ thái tử, cũng lập tức có thể ý thức được Đông Hải tài đại khí thô. Liền như một tràng kim chữ chiêu bài, Hắn chỉ cần hơi hơi đánh cái mấy trận, dễ dàng thắng được đến, phía sau liền không ngừng có cô nương ôm ấp yêu thương, cũng không ngừng hội có người đầu nhập Đông Hải. Suy cho cùng, người nào không ưa thích có tiền kim chủ đại nhân. Có thể kết quả. Tây Hải Tam thái tử xuất thủ, một lần đem hắn đầu ngọn gió toàn chiếm. Dù cho có người nhìn ra hắn bảo vật không tầm thường, nhưng mà cũng không có quá để ý, suy cho cùng người khác không dựa vào bảo vật một dạng có thể đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chẳng phải là nói minh ngươi gia bảo vật còn không bằng người khác thần thông. Ngao Lý gọi là một cái khí A. Hắn tay trái khổng long tác tay phải càng không châm, làm cho hổ hổ sinh uy, kết quả cương quyết không có hấp dẫn qua đến mấy cái quần chúng, toàn bộ đôi lướt qua đi góc Tây Hải Tam Thái tự náo nhiệt đi. Càng quá phận là. Hắn vừa đem một cái người đánh xuống lôi đài, vốn cho rằng hội nghe đến tiếng vỗ tay. Kết quả chỉ có mấy người tại phía dưới đàm luận tỷ lệ đặt cược. Lập tức Ngao Lý cả cái lông đều không tốt. Một bên khác. Nam Hải Ngao giận một mặt lạnh lùng. Không có quan chúng, với hắn mà nói chỉ là ít một chút thú vị. Hắn mục đích là muốn cầm xuống cái này lần đại hội thứ nhất, Tây Hải Tam Thái tử kiếm thuật cao siêu, cũng không có ngăn cản hắn con đường vô địch. Hắn ngao giận muốn nghiền ép hết thảy, đoạt đến tất cả. Giơ tay ở giữa, ngao giận liền đem một vị thiên tiên cảnh cường giả đánh ngã, cao ngạo đứng tại đài bên trên, chờ đợi vị kế tiếp người khiêu chiến. Một kiếm chém ra, tại tiểu bạch long tay bên trong, lại phát ra kim thạch thanh âm, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, phía trước mười mấy tên chân tiên, thiên tiên cảnh giới long tử toàn bộ ngã xuống đất. Bọn hắn liền tiểu bạch long chiêu thức đều nhìn không thấy, liền trực tiếp bị đánh ngã, còn nói cái gì suốt chiêu. Vào giờ phút này, tiểu bạch long hóa thân kiếm thần, quét ngang hết thảy, không quản nhiều ít người xông tới cùng hắn so đấu, đều sẽ bị hắn một kiếm bức lui. Thậm chí đã đến rất nhiều long tử có tổ chức có kỷ luật kết thành trận pháp đến ứng đối độ. Hơn trăm tên long tử lập tức kết thành sóng biết lao ngục đại trận, dùng trận pháp đến hạn chế tiểu bạch long kiếm khí. Ngưng tụ trăm tên long tử pháp lực trận đạo, tuy lộ ra non nớt, nhưng mà vây khốn một cái thiên tiên đỉnh phong cường giả tuyệt đối dư sức có dư. Nhưng mà, tiểu bạch long lại là một kiếm, kiếm khí hoành không, vô tình chém về phía đại trận. Cái này một kiếm không có kỹ xảo, tất cả đều là trị số. Trăm long kết thành sóng biết lao một trận, bỗng nhiên bày biện ra một đạo lỗ hổng lớn. Mấy lần hô hấp phía sau, trận pháp sụp đổ, tất cả kết trận long tử đều miệng phun tiên huyết rơi xuống lôi đài, ném cái thất điên bác đảo. Cái này, tiểu bạch long sư huynh thế mà lợi hại như vậy lục nhĩ không khỏi kinh ngạc. Hắn càng ngày càng cảm giác đến, thái hư thiên chư vị sư huynh, một cái sau một cái cường đại, dù cho xếp hạng thứ hai đếm ngược tiểu bạch long, cũng có một tay độc đáo kiếm thuật. Cho nên hắn càng phát tin tưởng vững chắc, chính mình vô long tâm pháp tu luyện đến đại thành, cũng có thể như tiểu bạch long sư huynh một dạng nghiền ép cùng dai. Khán đài phía trên. Rất nhiều long vương, cũng là triệt để chấn động. Chương 172, Vạn Thánh Công Chúa, Phụ Vương, ta không phải tiểu bạch long không gả Thường, rất nhiều long vương triệt để xem không hiểu muốn biết rõ cái này đã hoàn toàn vi phạm một đối mục khiêu chiến quy tắc biến thành tiểu bạch long một cái người đơn đấu tất cả người khiêu chiến cái này hoàn toàn là hắn chủ động cho chính mình độ khó nhưng mà dù vậy tiểu bạch long cũng là một kiếm phá đám người bố trí đại trận tất cả người khiêu chiến ngay cả tiếp cận hắn tư cách đều không có càng nói cái gì chiến thắng hắn mấy trăm tên long tử kết thành bích ba lao ngục đại trận đổi lại người khác sớm liền bị áp chế dù cho có mặt rất nhiều long vương cũng tự hỏi vô pháp phá trận mà ra Kết quả lại bị Tây Hải Tam Thái tử như này hời hợt phá cục, cái này thật sự là quá không lo di. Đằng Long Vương cùng Ngao Ma ngang hai người, gặp đến Tiểu Bạch Long như này cường đại, bọn hắn trong lòng là dị thường vui sướng, tiễn Tiểu Bạch Long đi Thái Hư Thiên Tu Đạo, quả nhiên là lại chính xác vô cùng lựa chọn. Liền là một bên Kim Long Vương, cũng đồng dạng hết sức vui mừng. Kim Long Vương kỳ thực là Hắc Long, cùng thuộc tại Tây Hải nhất mạch, Long Vương liền không có không sĩ diện hảo, Tây Hải Tam Thái tử lợi hại, hắn phía sau cùng cái khác Long Vương thổi phòng liền có tư bản A, nhi tử không tranh khí không gấp, chất tử tranh khí liền đủ rồi, đều là một người nhà, phân rõ ràng như vậy làm cái gì. Chỉ có Vũ Long Vương không khỏi nuốt nước miếng một cái, cả cái long đều kinh ngạc đến không biết rõ nói cái gì lời mới tốt. Hắn phía trước xem là Tây Hải cái này cả nhà đều tại nói khoác lác, ái mộ hư vinh, cho nên giả ý phụ họa, đối bọn hắn lá mặt lá trái. Có thể vạn vạn không có nghĩ đến, nhân gia tam thái tử là có chân tài thực học. Kiếm ý hắn không dám nói, nhưng mà hắn kiếm pháp cao siêu, tại tràng không người có thể so sánh. Vũ Long Vương thân một bên, chính là bị Tiểu Bạch Long một kiếm trạm bay bắt hải thất thập nhị thái tử ngao chiến. Hắn mới vừa rồi vừa vừa vào sân, liền gọi khí lời đều không có nói ra đến, liền bị một kiếm đánh lui, liên tiếp đối phương một chiêu bản sự đều không có, mười phần không chịu nổi. Bất quá vừa tốt, ngoại trừ hắn bên ngoài cái khác người cũng là như đây, cái này để địch chiến tâm lý cân bằng không ít. Dù sao cũng không thể chỉ có hắn một cái người thua thảm như vậy không phải. Ngoại trừ tỉnh Long Vương nhiều tiếp hai chiêu. Nhưng mà tỉnh Long Vương là trường bối của bọn hắn, khi Tiểu Bạch Long chỉ sợ là lặng lẽ thả chút nước, nếu không Tỉnh Long Vương cũng một dạng bị một kiếm đánh lui, không người có thể dùng cùng hắn địch nổi. "Chiến nhi, cái này Tiểu Bạch Long thật lợi hại như vậy." Vũ Long Vương thấp giọng mở miệng, đánh gãy địch chiến ý nghĩ. Hắn lại mắt nhìn đài bên trên, chỉ gặp Tiểu Bạch Long lại là giản dị tự nhiên một kiếm, đem Trạch Long Vương cũng đánh lui, một thời gian hải nhiên. Thế là Vũ Long Vương nhịn không được hỏi hắn cái này vị lên sân khấu cùng Tiểu Bạch Long giao thủ qua chất nhi. Cùng hắn nói là giao thủ chẳng bằng nói bị đơn phương treo lên đánh. Ngao chiến liền một chiêu đều không có chống qua liền xuống tràn, như là đổi lại bình thường đối thủ, Vũ Long Vương lập tức liền muốn chửi ầm lên, so trách cái này chất nhi bình thường có phải hay không tu luyện không dụng công, đem bình thường tu đạo thời gian đều đặt ở vui đùa lên. Nhưng mà Tiểu Bạch Long lần này Thánh Long đại hội rực rỡ hào quang, người nào đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên ngươi mắng cũng tìm không thấy lý do. Ngao chiến cũng là phiền muộn, hắn vốn cho là mình nhiều ít có thể căng một chút, nhưng mà ai biết cái này Tiểu Bạch Long thế nào cái này biến thái, một chiêu tươi ăn biến thiên, người nào cũng sống không qua hắn một kiếm chi uy. Vũ thúc, là thật, cái này tiểu bạch long kiếm khí quá mức, tiểu chất dùng tận tất cả vốn liếng, cũng khó dùng chống đỡ một hiệp. Muốn không, vũ thúc ngươi cũng đi lên, thử một lần tam thái tử kiếm khí. Ngược lại chính ngao chiến là bị đánh phục, nếu là vũ long vương không phục, đại khái có thể đi thử một lần. Không cần. Vũ long vương thần sắc hơi đổi, còn là không có có ý tứ đi lên thử kiếm. Hắn suy cho cùng danh tự bên trong mang cái võ chữ, ngày thường cũng quen thuộc cho người khác thổi phòng chính mình thần thông hơn người nếu là đi lên bại đây chẳng phải là mất mặt ném đại phát bắc hải mất mặt mặt dài lại là tây hải thế nào nghĩ đều không có lời cho nên vũ long vương lắc đầu không dám đi tiếp kiếm đài bên trên vạn thánh long vương nhìn đến cái này một màn triệt để sững sờ quản thuận vương cái này cùng ngươi phía trước nói cũng không đồng dạng a à. cái này cái này tam thái tử thế nào như này dũng mãnh ban đầu nói tốt tam thái tử xuất thế không đến 300 năm tính cách cương liệt, thực lực lại rất bình thường, hơi hơi làm tức giận một lần liền hội dễ dàng rơi vào bọn hắn cái bẫy. Có thể cái này liền là trong miệng ngươi nói thực lực bình thường. Quá mức a. À. Nếu thật là thực lực bình thường còn tốt nói, bị làm tức giận phía sau cũng chỉ có thể không có năng lực cuồng nộ, có thể người khác có thực lực, ngươi đi làm tức giận đối phương không liền là muốn ăn đòn. Quản thuận vương ngao nhuận cũng sợ, hắn chỗ nào nghĩ đến đến chính mình nhi tử nghịch ngợm ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, liền biến đến lợi hại như vậy bất quá hắn làm đến Tây Hải Bá chủ liền không thể thừa nhận chính mình có sai Tây Hải Long Vương địa vị cùng loại với biển bên trong Thiên Tử Thiên Tử có thể dùng phạm sai lầm nhưng mà không thể thừa nhận chính mình có sai thế là Quản Thuận Vương liền giả bộ một bộ đều ở trong lòng bàn tay bộ dáng thản nhiên nói ta Tam Nhi Tử chỉ là nhiều hơn mấy phần thần thông tu vi cũng chỉ là thiên tiên kỳ thôi nhìn lấy tư thế dọa người thực tại không phải chẳng lẽ liền cái này điểm mang lực liền để ngươi Vạn Thánh Long Vương sợ hãi sao thế nào khả năng tàng thánh long vương tự nhiên không thể thừa nhận sợ hắn dù sao cũng là một phương bá chủ nhân vật làm sao có thể nói chính mình sợ hãi một giới tiểu bối lập tức thấp giọng thì thầm nói đã tam thái tử như này lợi hại cửu đầu trùng chỉ sợ là trị không được hắn khi cái này dạng để ta nữ nhi trước cùng diệp nhi bồi dưỡng cảm tình tại cái này tràng thánh long đại hội không ngừng cho hắn hai người sáng tạo riêng tư gặp cơ hội đợi đến tam thái tử thích công chúa thời điểm lại để cho chính đầu trùng chặn ngang một cước kể từ đó tam thái tử nhất định bạo nộ quản thuận vương không có hắn pháp tự nhiên đồng ý xuống dưới nhưng mà chờ vạn thánh long vương gọi tới nữ nhi phía sau vạn thánh công chúa lại không đồng ý cha ta không đáp ứng cái này thanh âm vang lên quản thuận vương cùng vạn thánh long vương toàn bộ mộng bức bao gồm một bên huệ ngạn hành giả cũng có chút ngồi không yên vì cái gì cảm giác cái này đi hướng có điểm gì là lạ chỉ nghe vạn thánh công chúa dịu dàng nói phụ vương nữ nhi không phải tiểu bạch long không gả ngươi nói cái gì vạn thánh long vương cùng quản thuận vương đồng thời kêu lên sợ hãi bọn hắn triệt để sững sờ liền vạn thánh công chúa cũng phản bội bọn hắn công chúa xem là bọn hắn hai người không nghe rõ lại nói một lần phụ vương nhuận bá bá ta muốn gả cho tam thái tử đến mức cửu đầu trùng đó là ai a à? không nhận thức không nhận thức không nên tùy tiện nhận thân thích tốt a à. ta vạn thánh công chúa trước giờ đều là tam thái tử vị hôn thê cái này không phải cả cái tây hải đều nhận định sự tình liền phụ vương cũng đáp ứng a à cho nên nàng không phải đương nhiên muốn gả cho tam thái tử. Vạn thánh công chúa cũng không ngốc, phía trước nàng sở dĩ còn chỗ tại quan sát giai đoạn, đó là bởi vì nàng còn không rõ ràng cửu đầu trùng còn là tam thái tử ai mạnh hơn. Đến hiện tại, cho dù là đồ đần cũng có thể nhìn ra Tây Hải tam thái tử có vô địch chi thế, cả cái Tây Hải liền không có long tử long tế có thể chiến thắng hắn. Huống chi tam thái tử so cửu đầu trùng xoáy nhiều, còn so cửu đầu trùng muốn lợi hại hơn nhiều. Như nàng cái này dạng công chúa, bản tính đều là yêu thích mạnh, nàng là thủy tính dương hoa không giả, nhưng mà đây chỉ là đơn thuần bởi vì không ai có thể khống chế được nàng. Chỉ có cường giả, mới có thể triệt để đem nàng chinh phục. Mà tam thái tử lại mạnh lại xoái, vạn thánh công chúa không có lý do không gả cho hắn. Nàng giọng dịu dàng la ầm lên, không quản phụ vương còn có nhuận bá bá thế nào nói, ta đều cái gả cho tam thái tử. Rõ ràng là các ngươi lập xuống hôn sự, thế nào có thể tự tiện bội ước đâu. Chẳng lẽ phụ vương là muốn phá hư nữ nhi cả đời hạnh phúc, chà đạp nữ nhi tôn nghiêm. Ngươi! Ngươi! vạn thánh long vương tức giận đến sợi râu phát trung hô hấp đều thất ở rõ ràng nói tốt giả ý thích tam thái tử ngươi thế nào tại chỗ bán đứng chính mình a à? giả hí thành thật làm không quản là vạn thánh long vương hay là tây hải long vương đều chuẩn bị không kịp hoàn toàn không có nghĩ đến còn sẽ xuất hiện cái này một lần huệ ngạn hành giả khóe miệng giật một cái có chút im lặng không phải nói tốt vạn vô nhất thất sao thế nào nhanh như vậy liền xuất hiện không giải quyết được phiền toái lớn rồi vừa nghĩ tới bồ tát nói lão long vương tính kế hơn người kết quả đảo mắt liền thúc thủ vô sách thực tại là làm người tâm tính càng trọng yếu là cái này còn là long tộc chuyện nhà của mình hắn cái này chủng bên ngoài người nhúng tay về tình về lý đều không thích hợp chỉ có làm tiểu bạch long đập thiên đình ngự tứ bảo vật hắn làm đến thiên đình một thành viên tài năng cưỡng chế truy nã tiểu bạch long nghĩ nghĩ huệ ngạn hành giả quyết định đợi thêm một chút nhìn lão long vương còn có cái gì thủ đoạn thôi thôi đã công chúa đối con ta toàn tâm toàn ý này sự tình liền cái này lập xuống ngao nhuận khẽ gật đầu một lời đáp ứng Chương 173, Vạn Thánh Công Chúa, Phụ Vương, ta không phải Tiểu Bạch Long không gả. Hà! Tuy nói Vạn Thánh Công Chúa hâm mộ liệt nhi cường đại, nhưng mà cũng không quan trọng, lại không phải thê tử trung trinh liền nhất định sẽ không mang nón xanh, còn phải nhìn nhi tử thủ đoạn. Cái này là ngao nhuận bản thân kinh lịch sau tổng kết ra nhân sinh kinh nghiệm, người bình thường xa không có hắn thể ngộ đến thắt sâu. Hắn ngao nhuận lúc đó cũng tính là phong lưu thành tính, nhiều ít hiền lành thiếu phụ miệng bên trên nói lấy đối tượng phu trung trinh không hai, thậm chí dùng chết bức bách, sau cùng còn không phải một dạng bị hắn giải quyết. Chỉ cần hắn hơi hơi truyền dạy cửu đầu trùng hắn tổng kết ra trí tôn vô thượng vẫy muội kỹ xảo, học thành phía sau, cửu đầu trùng như thường có thể đem vạn thánh công chúa chiếu đến xoay quanh. Vấn đề nhỏ, đều là vấn đề nhỏ thôi. Tạ à, ơn nhuận bá bá. Vạn thánh công chúa cười mị mị nói, nàng ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía tiểu bạch long cầm kiếm mà đứng dáng dấp, mắt bên trong nồng tình giống như nước, lòng ái mộ tràn tại nói nên lời. Nhìn lấy nữ nhi phạm hoa si, vạn thánh long vương chỉ cảm thấy đầu đều đại một vòng phương tây bá đài tiểu bạch long vung kiếm đứng vững vàng tại lôi đài phía trên nhàn nhạt nhìn phía dưới người khiêu chiến càng ngày càng ít mà lại có người không chỉ đến khiêu chiến hắn một lần thậm chí sau cùng vận dụng trận pháp cũng không có biện pháp khắc chế hắn theo cũ bị hắn đánh rớt dưới đài tại mấy vị long vương lên đài bị ngược phía sau còn lại long vương đều tránh chi chỉ sợ không bằng sợ mình uy danh liền cái này dạng chôn vùi tại cái này lôi đài bên trên cho nên bọn hắn cũng không lên tràng. trên thực tế tràng tỷ đấu này quy tắc sớm liền bị phá hư Ban đầu nói tốt một đối một, hiện trường thành tất cả người cùng nhau tiến lên, ban đầu kẻ bại không có lần thứ hai thử nghiệm cơ hội, hiện nay lại có thể luân phiên lên trận, phía trước thiết trí người dự thi chỉ có thể là tuổi tác tại 3.000 năm phía dưới hào kiệt, lại có Long Vương lên sân khấu phía sau, cũng không có ước thúc. Bất quá, tuy nói quy tắc không có, nhưng mà vì ngại mất mặt, Kim Tiên cảnh đại năng lại không hẹn mà cùng lựa chọn không có xuất thủ. Suy cho cùng ngươi liền tính thắng, kia cũng là trưởng bối từ nhỏ bối phận, lại không chút nào cho ngươi mặt dài, có thể nếu như ngươi thua, khi liền có ý tứ, kim tiên cảnh giới đánh một cái thiên tiên tiểu bối đều thua, chỉ sợ sẽ bị viết tại long tộc sĩ nhục trụ bên trên, bị vạn long chế dẻo. cho nên dù cho quy tắc biến thành giấy lộn, có thể đài kim tiên cảnh long vương cũng không có một người xuất thủ. nhưng mà dù vậy, tiểu bạch long vẫn y như cũ đứng vững vàng tại đài bên trên, không người nào có thể rung chuyển. cuối cùng không có người nào lên sân khấu khiêu chiến. đông nam tây bắc bốn phương bá đài, chỉ còn lại sau cùng bốn cái người tam long một hùng nhiều ra kia một cái liền lộ ra có chút buồn cười gặp không có người lên trước khiêu chiến có lão quy bắt đầu tuyên bố sau cùng phân tổ chậm đột nhiên ở giữa dưới đài có đại yêu cầm trong tay nguyệt nha sạn về phía tây phương lôi đài đi tới tất cả mọi người còn buồn bực hiện tại người nào cũng biết tam thái tử có vô địch chi thế thế nào còn có người nhìn không rõ khuôn mặt muốn đi lên sân khấu cùng tam thái tử so tài mà sau cùng lên sân khấu chính là cửu đầu trùng hắn đầu mang ngân nón trụ thân khoác mũ chiến đấu giáp ráo gấm chinh bào là một tuấn mỹ nam tử. Mỗi hướng trước đi một bước, hắn liền sinh ra một cái đầu lâu ra đến, leo đến đài bên trên, quanh thân bao gồm nguyên lai kia khỏa, hết thảy bày biện ra chính khỏa đầu lâu, cuối cùng trực tiếp hiển lộ bản thể. Mặc dù cửu đầu trùng nguyên lai diện mạo còn tính là không tệ, có thể làm chính đầu đều hiện, liền cảm giác có chút khủng bố. Có mặt một chút long tử long nữ, đều không có gặp qua tràn diện này, lập tức giật nảy mình. Mà vạn thánh long vương cùng tây hải long vương chỉ cảm thấy đầu lại lớn mấy vòng cái này cửu đầu trùng là đầu óc ngu ngốc. Biết rõ tam thái tử tu đạo có thành, còn dám chính diện chạm hắn phong mang, cái này không phải tiền chết là cái gì. Ban đầu vạn thánh công chúa không phối hợp liền được rồi, thế nào liền ngươi cửu đầu trùng cũng bắt đầu rồi. Như cửu đầu trùng bị tam thái tử đánh chết, khi kế hoạch tiếp theo liền triệt để không có hí. Suy cho cùng khổ chủ người người đều có thể làm, nhưng mà tiểu hoàng mau loại nhân vật này không phải cái gì người đều có thể làm được. Ngươi nhanh đi, để cửu đầu trùng tỉnh táo một chút, gọi hắn nhanh xuống đến. Vạn Thánh Long Vương gọi đến một cái lão quy, để cái này vị quy thừa tướng truyền hắn khẩu lệnh. Hắn nữ nhi phạm hoa si còn tốt lý giải, có thể ngươi cửu đầu trùng vẫn luôn là rất bình tĩnh, thế nào cũng làm cái này không đầu không đuôi sự tình. Gặp cái này một màn, Huệ Ngạn Hành giả nhịn không được lại lần nữa lắc đầu. Thực sự là, càng ngày càng loạn. Cái này gia hỏa, thế nào thân bên trên có cổ khí tức quen thuộc. Lục Nha đứng tại lục nhĩ đỉnh đầu bên trên, nhỏ giọng lầm bầm lên đến. Nghe nàng cái này lời nói, lục nhĩ lại lần nữa nhìn về phía cửu đầu trùng phân tích ra chu thiên chi bên trong có năm tiên là thiên địa thần nhân quỷ có ngũ trùng là doanh lân mao vũ côn cái này cửu đầu trùng thuộc về ngũ trùng bên trong vũ trùng là cửu đầu chi điểu cũng không phải cửu đầu xà trùng nhìn hắn cái này huyết mạch vì thượng cổ đại yêu hậu duệ có lẽ hắn tổ tiên đã từng lệ thuộc vào yêu thánh dưới trướng thậm chí có khả năng liền là yêu thánh di mạch mà lại hắn là phi cầm đại yêu ngươi cảm giác quen thuộc rất bình thường nga nga nguyên lai like như đây nguyên lai like như đây. Lục Nha cạp cạp cười nói. Đón lấy, nàng lại dùng cánh vỗ vỗ Lục Nhĩ, lúc đó phục hy bái kiến yêu hoàng, thành vì yêu tộc mưu sĩ, cũng dùng Hà Đồ Lạc thư lĩnh hội Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, hắn công lao siêu việt 10 đại yêu thánh, thành vì yêu hoàng phía dưới đệ nhất nhân. Ngươi cái này Lục Nhĩ mi hầu còn tính thông minh, bản hoàng nguyện bắt trước thái hoàng đại đế thu ngươi mưu kế sĩ, ngươi nếu có thể và sớm thần phục với ta, vạn năm chi bên trong, nhĩ làm sánh vai phục hy, chúng yêu gặp ngươi đều là nên cúi đầu. Như thế nào? có thể có hứng thú. Thái Hoàng Đại Đế, liền là Đông Hoàng Thái Nhất, làm tam giới bên trong tối cường đại Nhật Kim Ô. Không có cái thứ hai. Bất quá lục nhĩ cũng là thông hiểu lịch sử yêu quái, biết rõ phục hy cuối cùng hạ tràng có bao thê thảm, như không phải thánh nhân phù hộ, hắn sớm liền bỏ mình đạo tiêu. Cho nên lục nhĩ liền vội vàng lắc đầu từ chối, không, tạ ơn yêu hoàng hảo ý, ta cái này chủng tiểu yêu quái, thực tại khó dùng phụ tá ngài cái này dạng đại nhân vật. Hừ, chờ ta thành yêu hoàng lúc, ngươi hối hận cũng không kịp. Lục Nha tức giận vô cùng nói. Những này yêu quái, thế nào một cái hai cái đều cự tuyệt hảo ý của nàng, thực tại là không thể tưởng tượng. Liền cái này thanh tâm quả dục sao? Lục Nhĩ biết rõ cái này Kim Ô không thể trêu vào, đành phải bồi cười một tiếng, tiếp tục nhìn về phía lôi đài. Cửu đầu trùng leo lên lôi đài, nhìn về phía phía trước cầm kiếm thiếu niên. Hắn xác thực như Lục Nhĩ nói, cha chú từng vì yêu hoàng dưới trướng, như truy tố tổ tiên, hắn tiên tổ là đại yêu quỷ xa. Thượng cổ thời kỳ đại yêu không một cái ngoại lệ đều là đại la kim tiên. Quỷ xa nhất tộc, đều là hung hãn khí ngạo hạng người, cho dù kim sĩ đại bằng cũng không bọn hắn có sức lực, tại lúc đó có thể là hung danh hiển hách tồn tại. Có thể vô yêu tranh bá phía sau, quỷ xa chiến tử, tộc nhân lan bạc kỳ hồ đến Bắc Hải, chỉ có thể hơi tàn sống sót. Bọn hắn nhất tộc, đã từng cũng phong quan qua, đã từng ngạo thị quần hùng, tranh giành hồng hoang. Chỉ tiếc công thua thiệt một cái. Nếu không, khi còn do đến long tộc cái gì sự tình. Lúc đó yêu tộc thời kỳ cường thịnh, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc đều không để vào mắt, thậm chí thượng cổ tam tộc đều còn muốn dựa vào yêu tộc tài năng miễn nhận vu tộc dẫm lận, kia lúc nhân tộc khuất tại tộc lãnh địa, mà tam tộc thì hướng về yêu đình. Mà bọn hắn quỷ xa nhất tộc, lúc đó liền là phụng yêu hoàng mệnh lệnh quản lý long tộc. Vu yêu tranh bá thời kỳ, long tộc hàng năm đều muốn cung phụng yêu tộc vô số long nữ long tử, để cầu thái bình, mà quỷ xa nhất tộc vốn liền hung tàn, vì đó không mệt có long tộc biến thành bọn hắn nhất tộc món ăn trong mâm. Nhưng năm đó tứ hải long vương nói cái gì? một câu cũng không dám nói. Kết quả hiện tại, các ngươi một cái long tộc thái tử, cũng xứng cùng ta tranh long nữ. Thả tại lúc đó, ngươi cái này dạng trắng trắng mềm mềm long tử, cái xứng làm bọn hắn quỷ xa nhất tộc huyết thực, mà tất cả long nữ, đều là bọn hắn tiếp vẫn. Công cụ. Vì vậy mà vào giờ phút này, cửu đầu trùng quanh thân bột phát ra cực kỳ ngang ngược khí tức, hắn quỷ xa nhất tộc huyết mạch bị hắn bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Phải biết, lúc đó bọn hắn quỷ xa nhất tộc, tại đại tranh đấu hoàn toàn rơi xuống hạ phong nhưng bọn hắn đầy đủ hung tàn, thường xuyên đối vu tộc phát lên đánh lén, liệp sát ấu niên vu tộc, đem bọn hắn chia ăn không còn, muốn tại vu yêu chiến đấu lúc vội vàng không kịp chuẩn bị nha đi đại vu một con mắt, dù sao thế nào tàn nhẫn thế nào tới. Đây mới là bọn hắn quỷ xa nhất tộc bản sắc. Cũng là bọn hắn thiên tính. Mà hiện nay, bọn hắn quỷ xa nhất tộc đã từng nô dịch, hiện tại vậy mà cùng hắn cướp cô nương, cái này tự nhiên không thể tha thứ. Hắn muốn, tái hiện quỷ xa nhất tộc vinh quang, nô dịch long tộc, cướp đi nữ nhân của bọn hắn để long tộc lại lần nữa biến thành đồ ăn của bọn họ. Lúc này, hắn khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn, phản phất về đến năm đó tại hồng hoang dưới bầu trời, tự ý mà làm, tàn nhẫn đồ sát niên đại. Tạch! À, có thể là làm cửu đầu trùng đạp lên lôi đài bên trên một khắc này. Chỉ gặp đến phía trước, thao thiên kiếm khí bạo phát, to lớn vô cùng, duệ ý vô cực, kiếm khí thông thiên, trực tiếp bộc phát ra vào liệt dương khí lãng, xa xa hướng hắn một kiếm chém tới. Cái này một khắc, cửu đầu trùng chính khỏa đầu lâu, toàn bộ trận tròn tròn mắt phản phất nhìn thấy cái gì bất khả tư nghị sự tình. Trách trách thế nào? Hắn chính khỏa đầu lâu, lần lượt rơi xuống. Máu như suối phun hiện lên. Phía trước tay hải tam thái tử, cầm trong tay một kiếm, thần sắc đạm mạc. Sát khí. Trên cửu đầu trùng tràn một khắc này, hắn liền cảm nhận được vô biên sát khí. Cái này là từ tất cả người dự thi thân bên trên đều không có cảm nhận được. Ra sân như này nhiều người có đố kỵ hắn người, có chán ghét hắn người, có thưởng thức người, có mang hiếu chiến chi tâm người, có táo bạo lão ca người, có muốn vui một chút người. Chỉ có hắn, vừa đăng tràn liền là sát ý ngút trời. Mà lại đối phương đối địch ý của hắn, vượt qua hết thảy, là thật mang lấy giết chết hắn ý niệm. Đối này, tiểu bạch long không có chùng tay. Lập tức bổ sung kiếm ý một kích, xa xa chém ra. Kiếm đạo là giết nói, dùng giết lý thuyết, dùng giết minh tâm. Đối phương triển lộ sát ý ngút trời, muốn lập tức trừ đi, hắn tự nhiên không khả năng bó mà chờ chết. Cái này một kiếm, tất sát chi chương 174, thất thủ đập hư dạ Minh Châu, Long Vương kế hoạch có thể, thường. Theo lấy tiểu bạch Long một kiếm chém ra, sóng lớn lộn xộn, kiếm thế như hồng. Một kiếm chém qua, cửu đầu trùng chính khỏa đầu lâu đồng thời rơi xuống, tiên huyết từ bay. Kiếm đạo người, làm mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu được. Nhất là đối hắn ôm lấy nồng đậm sát ý người. Bạch Liên Sư Huynh dạy bảo hắn, đã hắn tâm tư quá đơn giản, dễ dàng bị người lừa dối, vậy liền dùng phương thức đơn giản nhất phán đoán hắn người tốt xấu, mà cái này phương thức đơn giản nhất, liền là sát ý. Luyện kiếm chi nhân, đối người khác khí ràng cùng sát ý cực kỳ nhạy bén. Sát ý chính là một chủng thế. Bình thường kiếm thế cũng muốn bám vào sát ý, là đối kiếm đạo một chủng tăng phúc. Vì vậy mà Tiểu Bạch Long rất giỏi về cảm thụ hắn thân người bên trên thế, từ đó cảm thụ ra đối phương mạnh yếu, cùng với đối phương đối chính mình có vô địch nhìn tới tâm. Cái này lần giao đấu bên trong, căm thù hắn người cũng không ít, thậm chí có thể nói nhiều vô số kể. Long tử phần lớn kiêu ngạo nếu như hắn là dưới đài khách, nghe đến có người cùng vọng đến nói muốn khiêu chiến tất cả long tử, tuân theo nội tâm kiêu ngạo, ngao liệt cũng biết đối kia người sản sinh mấy phần địch ý. Nhưng mà địch ý chung quy là địch ý, cùng sát ý ba động khác hẳn hồ bất đồng. Mấy ngàn đạo địch ý hội tụ vào một chỗ, cũng không sánh nổi một đạo sát ý đến mãnh liệt. Cái gọi là sát ý, là mang lấy giết chết đối phương mãnh liệt nguyện vọng, tài năng hình thành khí thế, cùng đối phương không có hòa giải khả năng lúc, mới có thể sản sinh. Nói cách khác, sát ý một ra, liền khó dùng thu tay lại. Đối phương xấu dùng sát ý, tiểu bạch long tự nhiên cũng dùng sát ý nên chi. Xúc chiêu liền là sát chiêu, một kiếm đem cửu đầu trùng chém giết, bất quá trong nháy mắt. Nhìn đến đài bên trên một màn, đám người toàn bộ biến sắc. Cái này còn là cái này lần đại hội bên trên, lần thứ nhất xuất hiện tử vong. Tuy nói luận bàn giao đấu, nhận thương không thể tránh được, có thể chư vị đều là thiên tiên, tự có thủ đoạn bảo mệnh, không có kia dễ dàng bị chém giết, nhất là cửu đầu trùng cái này dạng đại yêu, thân thể bên trong chảy xuôi thượng cổ yêu tộc huyết mạch, nhục thân cũng không yếu. Hắn như bị một kiếm chém vết, khi cái khác người liền càng không cần nói. Tây Hải Tam Thái tử tiện tay một kiếm, liền hội máu chảy thành sông. Nhưng mà thực tế cũng không phải như đây. Nói rõ Tiểu Bạch Long cái này một kiếm, nhất định bổ sung không ít ân oán cá nhân. Bằng không Tam Thái tử cái này dạng thiếu niên lang, thế nào sẽ đột nhiên động sát tâm. Rất nhiều người rất nhanh liên tưởng đến vạn thánh công chúa cùng cửu đầu trùng ở giữa có lấy một chút thật không minh bạch quan hệ đại khái nghĩ đến ẩn tàng nội dung. Khi một bên lôi đài bên trên, Tông Hùng Quái nhìn đến cái này một màn, lập tức nghẹn họng nhìn trân trối. Tiểu Bạch Long cái này gia hỏa, thế nào lại đột nhiên bạo khởi một kiếm, trực tiếp chém giết đối phương. Bất quá hắn nhìn về phía nhiệt liệt ánh mắt bên trong kiên định, rất nhanh liền nghĩ đến Tiểu Bạch Long lại từng tu qua thánh nhân kinh, hiện nay còn tại không ngừng tu luyện kiếm ý kiếm thế, đối người khác sinh ra ý niệm phi thường nhạy bén. Chẳng lẽ cái này cử đầu trùng mới vừa rồi không cẩn thận triển lộ sát ý, bị Tiểu Long bắt lấy đến rồi cái này ngược lại là có khả năng. Suy cho cùng nhìn cái này cửu đầu trùng đăng tràn thời điểm, liền một bức khí thế hung hung bộ dáng, dự đoán đối tiểu Bạch Long có sát tâm, kết quả lại bị tiểu Bạch Long một chém giết. Nhưng mà cái này sự tình như là hắn đến làm, hắn khẳng định là chờ đến giao đấu kết thúc về sau, cười mị mị cùng cửu đầu trùng nắm tay, phía sau các loại thánh long đại hội kết thúc lại tìm cục gạch tại cửu đầu trùng phải qua đường bên trên cho đối phương đến cái âm, sau đó vô thanh vô tức đem cửu đầu trùng thi thể vùi, cái này dạng mới có thể thần không biết quỷ không hay có thể tiểu bạch long trực tiếp tại chỗ chém giết cửu đầu trùng dù cho hắn có lý cũng biến đến không có đạo lý chỉ có thể nói luyện kiếm tâm đều quá thẳng thắn học hắn đồng dạng chơi bẩn không tốt sao đài bên trên chư vị long vương cũng đều giật mình giây phút tuy nói chúng long vương đối cửu đầu trùng không có ấn tượng tốt gì suy cho cùng cái này cửu đầu trùng huyết mạch để bọn hắn toàn bộ có một trồng không tốt cảm giác cho nên bọn hắn đều duy trì tây hải tam thái tử chính nghĩa đánh bại cửu đầu trùng có thể cái này dạng trực tiếp một kiếm trảm ảnh hưởng liền có chút không được tốt. Như thế nào đi nữa, cái này cửu đầu trùng cũng là tới tham gia đại hội khách nhân, ngươi cái này dạng một kiếm gọt hắn, kia cũng quá tâm ngoan thủ lạc. Cho ngũ hồ tứ hải khách nhân gặp, không phải lộ ra ta long tộc không nói tình lý. Đương nhiên, long tộc muốn rửa sạch cũng đơn giản, giao đấu nào có không chết người, nhiều lớn sự tình. Cho nên phần lớn là long vương gặp, đều chỉ là nội tâm cảm thán Tây Hải tam thái tử hạ thủ thật nặng, thật không có trách cứ cái gì, chỉ chờ Tây Hải long vương muốn thế nào xử lý này sự tình mà vạn thánh long vương gặp đến cửu đầu trùng bị giết cái này liền cho hắn mượn đời này sự tình lý do gặp tây hải long vương cũng khẽ gật đầu vạn thánh long vương đứng lên nói ngao liệt đây chỉ là bình thường giao đấu ngươi vậy mà một kiếm đem cửu đầu trùng giết chết có hơi quá mức tàn nhẫn hắn vừa nói như vậy tiểu bạch long chuyển quay đầu lại tay bên trong cầm kiếm trả lời cửu đầu trùng mới vừa rồi đang tràn lúc liền là mang lấy đem chất nhi chém giết ý niệm dựa theo ngài ý tứ ta không nên xuất thủ còn là muốn chờ cửu đầu trùng xuất chiêu ta tài năng hoàng thủ lại nói mới vừa rồi cửu đầu trùng hiển lộ bản tướng thực tại quá mức khủng bố đem hài nhi dọa lấy cái này mới một lúc kích động chém giết đối phương tiểu bạch long đi thẳng về thẳng không có đi vòng tại tràng nhiều người nhìn như vậy thiên tiên không ít thậm chí kim tiên đều có mấy người đài cao phía trên còn ngồi lấy thái Ất kim tiên huệ ngạn hành giả nhiều người như vậy không khả năng không biết rõ mới vừa rồi cửu đầu trùng đăng tràng lúc đối hắn ông lấy cường đại sát ý mà lại cửu đầu trùng vừa vào sân liền là hiển lộ nguyên hình không quản là yêu tộc, long tộc, thiên địa dị thú, một ngày hóa hình, bình thường đều sẽ bảo trì hình người, hình người chính là đạo thể, bất kể tu đạo còn là cảm giác ngộ, đều là đạo thể hình thái tốt nhất. Mà chỉ có tại liều mạng thời điểm mới sẽ hiển lộ bản tướng. Bởi vì đại đa số yêu quái bản tướng đều không mỹ quan, trừ phi đánh ra nổi giận, cho nên sẽ không có hiển lộ chân thân ra tới. Cái này cửu đầu trùng bắt đầu liền hóa hình, như nói không có động sát tâm, kia là không khả năng. Được rồi, ông thông gia, này sự tình liền cái này đè xuống gặp vạn thánh long vương còn nghĩ lại kiên trì ngao quốc lên tiếng cửu đầu trùng cái này người tại tam giới địa vị không đáng để ý liền là giết cũng khó dùng dáng tội huống chi có mặt nhiều người như vậy trong đó còn không thiếu cao thủ một mắt nhìn ra được cửu đầu trùng khởi sát tâm vì đó tam thái tử chém giết cửu đầu trùng căn bản không đủ dùng nghiêm trị huống chi cái này còn là tại giao đấu bên trong hoàn toàn có thể nói là ngoài ý muốn dù cho vạn thánh long vương muốn cưỡng ép cho tam thái tử luận tội cũng không làm nên chuyện gì cho nên Tây Hải Long Vương lui một bước, khoát tay nói, Tam Thái Tử còn quá trẻ khí thịnh, hạ thủ không biết nặng nhẹ, cái này mới vô ý chém giết cửu đầu trùng, đao kiếm không có mắt, người chết quy thiên. Long Vương cái này dạng nói, tính là cho sự tình định tính. Bất quá hắn cái này là lấy lui làm tiếng, chỉ cần Tam Thái Tử lưu lại, có rất nhiều cơ hội. Trách thì trách cửu đầu trùng quá mức liều lĩnh, biết rõ Tiểu Bạch Long đã tu luyện ra như này lăng lệ kiếm thế, còn muốn đi lên khiêu chiến, cái này không khác tại tìm chết. Tiếp tục đi. Tây Hải Long Vương không có truy cứu Tiểu Bạch Long sơ suất, chỉ nghĩ làm là một tràng ngoài ý muốn. Mặc dù xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, nhưng mà giao đấu còn tiếp tục. Chỉ bất quá cuộc đấu kế tiếp, sớm đã mất đi nguyên lai like ý nghĩa. Đài cao bên trên Long Vương đã không quan tâm tràng tỷ đấu này kết quả, không có cửu đầu trùng, chỉ có thể tìm đường khác. Bàn quan hết thảy huệ ngạn hành giả chỉ có hờ hững im lặng. Nói tốt vạn vô nhất thất, kết quả ngoài ý muốn liền phát sinh. Hắn chỉ nghĩ nhanh chóng chờ cái này tràng đại hội kết thúc, trở về bẩm báo Bồ Tát. Chương 175, thất thủ đập hư dạ Minh Châu, Long Vương kế hoạch có thể, hạ. Phía sau giao đấu. Do Tông Hùng quái khiêu chiến Nam Hải Ngao Loan, cái này cuộc chiến đấu còn tính là biết tròn biết méo, đánh đến 10 phần sốt ruột, song phương các quanh thần thông, đánh đến không phân cao thấp cuối cùng dùng Tông Hùng quái thắng hiểm kết thúc, bất quá hắn cũng tình trạng kiệt sức, không có cách tham gia tiếp tục chiến đấu, đành phải ảm đạm rút lui. Vi huynh chỉ có thể làm đến nước này, còn lại chỉ có thể nhìn tiểu Bạch Long. Tông Hùng quái hít sâu một hơi, cứ như vậy, tính là giúp tiểu bạch long bình định hết thảy chướng ngại nhưng mà trận chiến đấu tiếp theo liền mười phần không thú vị bởi vì tại tiểu bạch long mũi kiếm hiện lên kiếm khí phía sau đông hải ngũ thái tử liền ngay tại chỗ nhận thua nhìn đến cửu đầu trùng bị một kiếm chém chết hắn có thể không có dũng khí tiếp tục đối mặt cái này sát thần lại thêm hắn hai kiện pháp bảo đều là công kích tính không có phòng ngự linh bảo nếu như bị một kiếm trảm bên trong mạng liền không có từ giao đấu bắt đầu thẳng đến kết thúc tiểu bạch long từ đầu đến cuối đều là dùng một kiếm chỉ dựa vào một kiếm chi uy, liền thu hoạch Thánh Long Đại hội thứ nhất, thắng đến đơn giản triệt để, không có bất kỳ cái gì người là hắn đối thủ. Tam Thái Tử Điện Hạ, cái này là Thánh Long Đại hội thứ nhất ban thưởng, là Thiên Đình Ngự Tứ Dạ Minh Châu. Cái khỏa hạt châu này vô cùng trân quý, giá trị liên thành, tại ban đêm có thể tản mát ra như mặt trời giữa trưa quang huy, bị tắm rửa người hội có chuẩn bị mặt trời chiếu rọi ấm áp, thích hợp tại gian phòng bên trong trang trí. Lão Quy tuyên đọc xong so tài bên thắng về sau, liền đem Dạ Minh Châu lấy tới, tặng cho Tiểu Bạch Long. Trên thực tế, dạ Minh Châu mặc dù trân quý, nhưng mà cũng không hiếm lạ. Ngự tứ dạ Minh Châu cũng không chỉ có một cái. Dù cho Tiểu Bạch Long lần tỷ đấu này không thể cầm tới thứ nhất, cũng không quan trọng. Tự nhiên sẽ có người dùng tặng lễ danh nghĩa, đem một viên khác dạ Minh Châu đưa đến Tiểu Bạch Long tay bên trên. Vô luận như thế nào, hắn tổng hội được đến. Tiểu Bạch Long thu xuống dạ Minh Châu phía sau, có chút kinh dị địa hỏi, cái này phiêu lượng một khỏa dạ Minh Châu, lẽ nào ngoại trừ trang trí, không còn dùng cho việc khác. Ê! cái này sao lão nô cũng không rõ ràng một nghe cái này lời nói tiểu bạch long lập tức cảm thấy có chút thất vọng còn xem là thiên đình ngự tứ bảo bối nhiều ít có thể đủ đề thăng tốc độ tu luyện đâu không có nghĩ đến chỉ là cái vật phẩm trang sức cái kia lão quy đưa xong dạ minh châu phía sau liền lui xuống giao đấu liền cái này dạng kết thúc nhưng mà thánh long đại hội cũng không có vì vậy mà kết thúc suy cho cùng giao đấu chỉ là bên trong một bộ phận phía sau còn có đại yến bảy ngày bảy đêm trong đó có ca múa hí kịch mỹ nhân lựa chọn các chủng tài nghệ biểu diễn cũng đều là trò hay mà lại cái này thánh long đại hội bản chất là một tràng cỡ lớn long tộc tương thân tụ hội phía trước giao đấu là vì đằng sau làm nền tham gia giao đấu có thể bày ra thực lực tự nhiên khả năng hấp dẫn long nữ các long vương chú ý từ đó chọn lựa ra thích hợp vị hôn phu long tộc cho phép tam thê tứ thiếp ở phương diện này cũng không có quá hơn đầu khoanh tròn để ước thúc cho nên tập tục càng mở ra chỉ cần gặp đến nhìn đến thuận mắt long nữ long tử liền có thể hẹn nhau phong nguyệt nhưng mà cái này lần giao đấu tiểu bạch long đầu ngọn gió che lại hết thảy tuyệt đại đa số long nữ đều là đem tiểu bạch long thả tại lý tưởng phu quân vị thứ nhất vì vậy mà tiếp tục yến hội bên trên tiểu bạch long thân một bên liền vì vô số nguy ngập đình đình oanh oanh yến yến tây hải tam thái tử đính hôn hoàn toàn không quan hệ lại không phải không thể làm thiếp thiếp không được còn có thể lùi lại mà cầu việc khác làm tiểu tam nha thậm chí làm động phòng nha đầu cũng có thể dùng a tam thái tử có thể dạy dỗ nô gia thế nào luyện kiếm sao đúng vậy a à, tam thái tử ngươi kiếm pháp là từ chỗ nào học được tỷ tỷ nhĩ bái ngươi vi sư ngươi có thể hay không dạy mấy chiêu a à, mấy chiêu không được kia liền một chiêu tam thái tử kiếm pháp đến thương pháp sợ rằng càng là đến ngươi gặp qua không có gặp qua nhưng mà kiếm pháp lợi hại người thương pháp hắn có thể yếu sao đến mức cái khác long tử hoàn toàn bị lạnh nhạt ở một bên chỉ có thể ao ước đố kỵ hận xem lấy tam thái tử đau không được nhìn đến cái này một màn tông hùng quái phát sầu ai, ta lão hùng dù sao cũng là giao đấu thứ ba, thế mà không có xinh đẹp long nữ đến tìm ta. Nói, hắn cầm lên phía trước thịt cá ăn lên, hơn nữa mượn rượu giải sầu. Lục nhĩ khe khẽ thở dài, không biết nên nói cái gì đến khuyên giải. Suy cho cùng tiểu bạch long sư huynh muốn nhan trị có nhan trị, muốn thực lực có thực lực. Mà tông hùng sư huynh muốn thực lực có thực lực, muốn nhan trị có thực lực. Cái này, còn là không giống nhau tốt a. À. cặp Cạp cạp Lục nha thì thừa cơ chào hàng lên đến, nói cùng bản hoàng làm, diệt long cung lật đổ thiên đình muốn nhiều ít tiên nga mỹ nhân liền có nhiều ít ngươi để vương mẫu tự thân hầu hạ ngươi kia đều không phải là mộng lục nha ngươi ít nói điểm lục nhĩ thấp giọng nhắc nhở cái này bên trong là long tộc địa bàn ngươi còn dám hò hét diệt long cung cẩn thận bị người bắt làm thành lồng bên trong chim hoàng yến này lúc lại có không ít long nữ chen chút tới trực tiếp đem tổ ba người toàn chen đến một bên còn có một vị thân kiều thể mị khắp cả người tu cờ cung trang long nữ lá gan càng lớn càng là chen vào giữa đám người, cầm chén rượu lên liền đưa tới tiểu bạch miệng long bên trong. Ngược lại nhân gia vạn thánh công chúa không đều còn không có bắt đầu, vì cái gì không thể chủ động một điểm. Bị trận trận làn gió thơm bao vây, tiểu bạch long khá là đau đầu. Ban đầu nghĩ lấy tùy tiện ứng phó một lần thánh long đại hội, thuận tiện cầm cái đại hội thứ nhất, kết quả chính là bởi vì cái này thứ nhất, chính mình liền thành cái này bày tỷ tỷ cùng a di nội tâm bạch mã vương tử. Mà hắn là một cái ngây thơ thiếu niên, còn mang theo vài phần nhìn, chỗ nào tiếp nhận đến ở cái này chủng tra tấn. Chỉ có thể mặt bên trên tái hiện tiếu dung, rất khách khí cùng những này các tỷ tỷ trò chuyện. Một bên khác, vạn thánh công chúa nhìn qua cái này một màn, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Vốn cho là mình đã đủ phóng đảng, không có nghĩ đến tứ hải thân thích so nàng mạnh hơn một bậc. Căn bản không chen vào được A. À. Nữ nhi A, à, tam thái tử hiện tại thành một khối bánh thân ngon, ngươi không đi, có rất nhiều người cùng ngươi tranh, ngươi gả cho ngao liệt, liền là chính cung, không thua bởi các nàng bất kỳ cái gì người. Tại công chúa thân một bên vạn thánh long vương nhẹ giọng kích động nói vạn thánh công chúa có chút quyết quyết nói khi ta muốn như thế nào chen vào cái này còn không đơn giản tùy tiện mượn cớ liền là đủ vạn thánh long vương cười nói ngươi chỉ cần hướng tam thái tử mượn hắn được đến bảo bối đến quan sát một phiên hắn tự nhiên cho phép ngươi kể từ đó không phải liền có thể dùng tiếp cận hắn cái này không sai một nghe cái này lời nói vạn thánh công chúa hiểu ý lập tức mặt mày hớn hở lên lập tức đứng dậy hướng tiểu bạch long đi tới mà tại vạn thánh công chúa lên đường kia một khắc tây hải long vương vạn thánh long vương cùng với phía trên huệ ngạn hành giả đều là đem ánh mắt tập trung mà đến không có cửu đầu trùng đến làm tức giận tiểu bạch long bọn hắn còn có một vạn loại thủ đoạn không lo không mắc câu chỉ gặp vạn thánh công chúa đình mà tới đi đến tiểu bạch long thân trước khéo cười yên nhiên nói tam thái tử hôm nay có thể được thứ nhất thiếp thân trước chúc mừng khi kiện dạ minh châu nghĩ đến bọn tỷ muội đều thật cảm thấy hứng thú tam thái tử có thể lấy ra nhìn nhìn đúng vậy a à tam thái tử nhanh đem ngươi đại bảo bối lấy ra đi chúng nữ cũng là hồ nháo lấy nở nụ cười tuy nói các nàng đối vạn thánh công chúa không có cảm tình gì đều coi nàng là làm cạnh tranh người nhưng các nàng đối kia khỏa dạ minh châu còn là hết sức cảm thấy hứng thú đều nói muốn nhìn tiểu bạch long không lay chuyển được các nàng buộc lòng đem dạ minh châu lấy ra cái này hạt châu vừa lấy ra chỉ gặp hào quang bắn ra thải khí danh đình nhìn đến chúng nữ trợn cả mắt lên tốt xinh đẹp thật là một cái tốt bảo vật a à. lần lượt khen không dứt miệng các ngươi cầm đi, tùy ý quan sát. Tiểu Bạch Long có chút bất đắc dĩ, bất quá hắn đối với cái này khỏa dạ Minh Châu, kỳ thực cũng không quá để ý. Có thể làm cho các nàng đem thả trên người chính mình như lan như hổ ánh mắt chuyển dời đến cái khỏa hạt châu này bên trên, hắn liền tạ thiên tạ địa. Bị nhiều như vậy cô nương xem là bảo bối một dạng sủng ái. Kỳ thực. Cũng thật mệt mỏi. Tiếp qua dạ Minh Châu, chúng nữ hoang hoang hỉ hỉ, từng cái yêu thích không buông tay, đều nhận lấy tỉ mỉ quan sát, vuốt ve một bên vạn thánh công chúa không vui vẻ, rõ ràng là ta để tam thái tử cầm ra dạ Minh Châu đến quan sát, kết quả lại bị các ngươi cướp đi. Cho ta cầm đến. Nàng lập tức khẽ kêu một tiếng, liền nhúng tay đi đoạt. Một phiên tranh chấp phía dưới. Cái này dạ Minh Châu đột nhiên khẽ rung lên, dùng một cái quỷ dị độ công, từ chúng nữ tay bên trong rơi xuống. Chương 176, cái này nhà không cần cũng được, thường. Dạ Minh Châu rơi xuống, trực tiếp bị đập cái nát bấy. Chúng long tử long nữ đều là kinh ngạc như vậy một kiện linh bảo cấp bậc bảo vật, thế mà bởi vì thất thủ rơi xuống, liền ném thành toái phiến, cái này lúc tất cả người đều không có dự đoán đến kết quả. Kháng đài phía trên, Huệ Ngạn Hành giả ánh mắt vô cùng bình tĩnh nhìn về phía đám người, khóe miệng lộ ra nhẹ nhõm mỉm cười. Lão Long Vương xác thực như Bồ Tát nói, thật là tính kế như vực sâu, khó lòng phòng bị, thế mà trong Dạ Minh Châu một bên động tay chân. Hắn nội tâm tự nói, cả kiện sự tình hắn đều rõ như lòng bàn tay, suy cho cùng hắn là duy nhất người ngoài cuộc. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê rất nhiều thời điểm không phải ngươi nhìn không rõ người khác tính kế còn là giới hạn ở trước mắt cho nên mới không hiểu thấu rơi vào đạp vào cạm bẫy chi chân chính tính kế thường thường chỉ cần một mạch nhất thủ đoạn tính toán trăm tính ngược lại dễ dàng sai một ly đi nghìn dặm càng đơn giản trực tiếp tính kế xác suất thành công mới tối cao cũng càng dễ dàng để người sơ sẩy sơ ý này lúc vạn thánh long vương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười kể từ đó tam thái tử liền tính là vào kết thúc nghĩ trốn cũng trốn không được cái này dạ minh châu có thể không phải là phàm vật nó là trên trời bảo bối có lấy ý nghĩa không giống bình thường liền giống trên trời lưu ly cái cái này kỳ thực liền là một chủng chứa rượu cái ly cứng rắn muốn nói đến nó giá trị cũng không cao nhưng mà nếu như ngươi trên bàn đào hội không cẩn thận đập cái này lưu ly cái thiên đình liền hội nhận vì ngươi lòng mang hai ý có tạo phản chi tâm cho nên tam thái tử làm hư dạ minh châu cũng là cùng nguyên lý ngọc đế ban thưởng cho bảo vật há là ngươi nói đập liền đập dạ minh châu rơi xuống trước chúng long nữ đều nghĩ lấy đưa tay đón có thể cái khỏa hạt châu này trơn trượt cực kỳ từ đám người tay bên trong trượt xuống ném cái vỡ nát cái này một màn làm cho tất cả mọi người đều nhìn ngốc không có nghĩ đến tam thái tử được đến bảo vật liền cái này ném hỏng rơi mới vừa rồi cùng cái khác long nữ tranh đoạt vạn thánh công chúa này lúc cũng là ngơ ngác thất thần có cái gì sự tình nàng dù sao cũng là thiên tư hơn người công chúa có lấy chân tiên cảnh giới đỉnh cao thế mà liền một cái hạt châu đều không tiếp nổi thật là không thể tưởng tượng trên thực tế như là chiếu theo nguyên bản thế giới tuyến tiểu bạch long thực lực thậm chí liền vạn thánh công chúa đều không bằng đây cũng chính là vì cái gì ngay từ đầu cái này công chúa lựa chọn là cửu đầu trùng mà không phải tây hải tam thái tử vì đó vạn thánh công chúa tuyệt đối không yếu nhưng mà nàng vậy mà liền một cái hạt châu đều không thể tiếp lấy cái này sự tình thực tại là quá mức kỳ quặc mà tại hạt châu này rơi xuống phía sau lục nhĩ lỗ tai rung rung khó hiểu ở giữa cảm giác đến long cung hoàng cảnh biến liền tại bên ngoài có long tộc binh tướng trận địa sẵn sàng cường tráng mũi binh long đem toàn bộ long cung đoàn đoàn bao vây làm cho cả long cung sát na ở giữa hóa thành một mảnh khắc nghiệt chỗ. Hơn nữa từ không trung bên trong, đột nhiên có đến không hết thiên binh thiên tướng tại trong bóng tối chờ lệnh, thậm chí có một chút còn đáp xuống long cung hải quân bên trong, cũng hỗn vào trong đó, cùng long cung binh sĩ đồng thời vây quanh long cung. Cái này hết thảy, đều là tại trong bóng tối tiến hành, lặng yên đẩy mạnh. Nếu là người bình thường, căn bản chú ý không đến. Có thể lục nhĩ lại là nghe đến rõ ràng rõ ràng. Hắn quá giỏi về lắng nghe, thế nhân nghe không được thanh âm, tại hắn tai bên trong, hội bị phóng đại vô số lần. Cũng nguyên nhân chính là này hắn mới nghe được trong bóng tối bố trí. Tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian bên trong, Long Cung không khí biến. Mà cái này hết thảy, chỉ là bởi vì một mai dạ Minh Châu bị đập vỡ. Nhị sư huynh, tình huống có chút không đúng. Lục nhĩ trầm giọng đối uống đến có chút say khước Tông Hùng quái nói. Cái này bên trong, chỉ có Tông Hùng sư huynh thực lực tối cường, hết thảy đều cần dựa vào tại hắn. Hắn tu luyện vô long tâm pháp, có thể trực tiếp câu thông tâm linh cùng tư duy vừa chuyển động ý nghĩ, liền là đem chính mình ý nghĩ hoàn toàn truyền lại cho tông hùng quái. Trực tiếp câu thông tâm linh, chỗ tốt lớn nhất là có thể đem chính mình cảm xúc, cùng với muốn biểu đạt nội dung tinh chuẩn không sai lầm truyền tới. Suy cho cùng rất nhiều thời điểm, ngôn ngữ là cực kỳ không còn chút sức lực nào. Ngươi yêu một người, chỉ có thể nói nói thổ lộ lời tâm tình. Ngươi hận một cái người, cũng chỉ có thể kêu gào giết đối phương một vạn lần cũng không đủ. Nhưng mà ngươi rất khó dùng ngôn ngữ đi tinh chuẩn miêu tả cảm xúc chiều sâu bình thường ngôn ngữ chỉ có thể dùng ví von đến truyền đạt một chủng đồng cảm cảm giác, tỉ như nói ta đối với ngươi hận là như bị ngọn lửa thiêu đốt bình thường thống khổ, ngươi có thể cảm nhận được hỏa diễm thiêu đốt đau nhất, tự nhiên có thể có xúc động. Nhưng mà ngôn ngữ lại khó dùng đi hình dung cái này chủng đau nhất. Bất kỳ cái gì hình dung từ đều không thể chuẩn xác miêu tả. Mà lại ngôn ngữ tại truyền lại quá trình bên trong, là hội biến chất cùng hao tổn, lại là đối phương sức hiểu biết bất đồng, cùng một câu nói ngữ cũng có thể kết cấu ra bất đồng đồ vật, đây chính là vì cái gì cách nhau xa tình lữ khó dùng duy trì quan hệ nguyên nhân chỗ. Lời nói tại truyền lại quá trình bên trong, đã có tương ứng hao tổn, vô pháp đem cảm xúc truyền tới, dần già, tự nhiên sẽ sản sinh tâm quá bên trên biến hóa. Nhưng mà thông qua trực tiếp câu thông tâm linh, có nhiều đau nhất, có nhiều hận, hoàn toàn có thể dùng miêu tả đến phát huy vô cùng tinh tế, có thể đủ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ làm cho đối phương cảm giác chịu đến chính mình hiện tại cảm xúc cùng suy nghĩ. Vì đó cái này là một chủng không có ngôn ngữ truyền lại hao tổn trần thuật phương thức bên ngoài đến rất nhiều người đem long cung vây nhị sư huynh cấp tốc a gấp lục nhĩ lập tức đem trong lòng hỗn loạn cùng sợ hãi cũng cùng lúc truyền đạt cho tông hùng quái một nghe cái này lời nói tông hùng quái tỉnh rượu hơn nữa bởi vì lục nhĩ truyền tới lo lắng kinh hoàng hắn cũng là cảm giác cùng cảnh ngộ tự nhiên sẽ không đem lục nhĩ lời nói như gió thoảng bên tai hắn không ngu xuẩn rất nhanh liền phản ứng qua tới từ vừa mới bắt đầu gặp dạ minh châu bị đập vỡ hắn cũng chỉ là cảm thấy đáng tiếc nhưng mà không có quá xem là sự tình nhưng nghe đến lục nhĩ cái này một nhắc nhở hắn liền lập ngựa cảm giác đến có vấn đề quỷ dị hoang đường có gì đó quái lạ không sai biệt lắm liền là cái này loại cảm giác cái này một cái dạ minh châu dù sao cũng là cái linh bảo thế mà sao hắn kia tiên khí cấp bậc tiên hồ lô lô đều không bằng sao lại có thể như thế đây ngươi long cung liền tính là làm bằng vàng cũng không đến nỗi có thể đem linh bảo cho đập phá a dù cho ngươi dùng lực đập cũng cơ bản không khả năng đem kia lớn một cái linh bảo đập cái nát bấy nếu là một miếng sàn nhà có thể đem linh bảo đụng nát sợ là vô số đại năng đều đến ngươi long cung cầu cái này một mảnh đất trống cái này đất trống không dùng đến làm thành phòng ngự chí bảo vậy nhiều đáng tiếc a à. lại thêm cái này bên trong nhiều người như vậy bên trong long nữ cũng không thiếu chân tiên kết quả không có một cái người tiếp lấy cái này khỏa dạ minh châu kia thật là gặp quỷ cho nên ban đầu vẫn không cảm giác được đến có lừa dối tông hùng quái nghe lục nhĩ nói có gì đó quái lạ phía sau hắn tư duy nhanh chóng chuyển động lên đến cũng rất nhanh phát hiện rất nhiều không thích hợp địa phương nhưng nơi này là long cung là tiểu bạch long nhà người nào dám đối cái này vị tam thái tử bất lợi người nào dám trừ phi là tây hải long vương điểm đầu bằng không không người nào dám động tiểu bạch long có thể là bên ngoài nhiều như vậy long tộc đại quân cái này lại giải thích thế nào dạ minh châu một bị đập những này người liền đều chạy tới còn có thiên binh thiên tướng cũng xuống cái này về tình về lý cũng không thể nào nói nổi a à. quá trùng hợp đi chương 177, cái này nhà không cần cũng được, hạ. Tông hùng quái dương mắt nhìn về phía tây hải long vương phương hướng, chỉ cảm thấy lão long vương tiếu dung có cổ quái, bất quá hắn cũng khó xác định, suy cho cùng tam thái tử có thể là tây hải long vương thân nhi tử A, có phụ thân hội đối thân nhi tử đau nhất hạ ngoan thủ. Lục nhĩ đem nội tâm lo nghĩ cùng nghe được hết thảy tin tức truyền lại cho tông hùng quái, để phía sau biết rõ thiên quân vạn mã tại ngắn mũi mấy lần hô hấp thời gian liền bao vây long cung sự tình, tự nhiên không khả năng xem là nhìn không thấy. Liếm môi một cái, tông hùng quái có chút không đủ trấn định bởi vì hắn trên bản chất còn là một cái tầng thấp nhất yêu quái đại tràng diện gặp đến ít một mực đều qua đến cẩn thận chặt chẽ không có xử lý loại tình thế này kinh nghiệm nhưng mà tại mấy vị sư đệ trước mặt tông hùng quái còn là phải dơ lên đến không thể trong lòng đại loạn chư vị ái khanh bản hoàng đột nhiên nghĩ lập nghiệp bên trong còn có sự tình, đi trước một bước. Lục Nha gặp hai yêu châu đầu ghé tai, lại nhìn một chút bị đánh nát lưu ly cái, lại thêm lên bên ngoài không khí không thích hợp, có số lớn nhân mã tại Long Cung bên ngoài điều động, cả qua chờ phát, không khí một thời gian biến đến nghiêm trọng lên đến. Lập tức thi triển tung địa kim quang thừa dịp bên ngoài vòng vây còn không chặt chẽ, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lục áp đã từng dạy bảo nàng nói, 36 kế tẩu vi thượng kế. Chỉ cần một gặp tình thế có biến, nhanh chóng chạy. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đến mức nàng cắt ái khanh, đợi nàng hóa hình phía sau, tu thành thái ớt kim tiên, tự sẽ cho bọn hắn báo thù rửa hận. Chờ lấy bản hoàng đi, cạc 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 cạc. Ta đi, cái này xỏa điểu. Mắt thấy Lục Nha tại chỗ chạy trốn, trực tiếp bán đứng bọn hắn sạch sẽ, Lục Nhĩ tại chỗ sững sờ, Tông Hùng Quái lập tức hùng hùng hổ hổ lên đến. Liền cái này hàng, còn nghĩ làm yêu hoàng. Chí ít cho bọn hắn thông cái phong, báo cái tin đi, làm sao có thể cái này dạng vứt xuống bọn hắn không quản. Nhưng mà suy nghĩ một chút cái này hàng liền đều không có hóa hình, trông cậy vào nàng căn bản không thực tế tông hùng quái lập tức nhìn về phía vẫn chưa hay biết gì đằng long vương cùng đại thái tử ngao ma ngang hắn cùng đằng long vương giao tình không tệ lão đằng làm người cũng càng thực tại sẽ không muốn ám chiêu mà đại thái tử ngao ma ngang làm người trung hậu là chính nghĩa sứ giả một thân quan minh lẫm liệt bọn hắn hai người là chỗ này tối dựa vào đến người ở muốn nghĩ thoát thân sợ rằng phải cái này hai vị tương trợ theo lấy dạ minh châu bị đánh nát đi theo tại tây hải long vương bên cạnh nhị thái tử ngao vinh trước tiên mở miệng tây hải tam thái tử ngươi gan to bằng trời đập hư thiên đình ban thưởng dạ minh châu ngươi cái này là nghĩ muốn tạo phản gầm thét tiếng vang lên nhị thái tử thân sau hiện ra hắc long hư ảnh hắn một bước vượt qua liền đi đến tiểu bạch long thân trước ngươi thật là nghiệt tử a ngươi có biết cái này dạ minh châu là thiên đình trọng bảo ngươi vậy mà lấy ra khoe khoang thật là hỏng đại sự như thiên đình trách phạt lên đến phải làm sao mới ổn đây không chỉ là nhị thái tử ngao vinh mấy vị long vương cũng lần lượt đứng dậy hướng tiểu bạch long đi tới sát na ở giữa lũ sóng thần áp lực thật lớn hướng ngao liệt che mà xuống những này long vương từng cái khuôn mặt lạnh châu giống như lấy mạng diêm vương một quan bên trong càng là tràn ngập lấy phẫn nộ lần lượt cho rằng tiểu bạch long làm đại nghịch bất đạo sự tình không liền là cái dạ minh châu vì cái gì các vị long thúc muốn nổi giận như thế tiểu bạch long kinh ngạc không thôi cái này hạt châu bọn hắn cho tùy ý cũng không nói có cái gì dùng hắn tự nhiên không để trong lòng kết quả hiện tại đánh nát các ngươi mới từng cái chạy tới nói cái này hạt châu quan trọng cỡ nào cái này không phải rất buồn cười tiểu bạch long ngươi có thể biết cái này hạt châu là vật gì ngọc đế thân ban cho trân bảo dù cho cả cái long tộc toàn thể bảo vật cộng lại cũng không kịp một phần vạn ngươi lại đem đánh nát cái này là muốn dẫn tới thánh nộ sao vạn thánh long vương giận dữ hét tiểu bạch long giết cửu đầu trùng tương đương tại đánh hắn một tay rõ ràng là hắn vạn thánh long vương một đại trợ lực hoàn toàn có hy vọng để hắn bích ba đàm thế lực làm lớn mạnh kết quả bị tiểu bạch long một kiếm trảm vì vậy vạn thánh long vương hùng hổ dọa người tiến lên trước mà đến khí thế hùng hổ cái này dạ minh châu là ta long tộc căn cơ không thua kém đông hải định hải thần châm là cực kỳ trọng yếu bảo vật thậm chí ta long tộc bộ phân khí vận đều gia trì hắn bên trên kết quả ngươi lại đem hắn đập đập hết thảy đều xong này cử động thế tất hội dẫn tới thánh nộ thiên đình thế tất sẽ kinh động tội và thiên hạ long tộc ngao liệt này sự tình ngươi có thể biết sai chúng long vương tiến về phía trước một bước quy áp tiểu bạch long vừa mở miệng liền là cho hắn mang lên lớn thánh chi tội không thể tha thứ cái này lúc tông hùng quái có chút ngồi không yên hảo gia hỏa cái này nguyên lai là tràng hồng môn yến a à, mặc dù hắn không thể biết rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả nhưng mà nhìn như này nhiều long vương từng cái bá đạo cường thế muốn cưỡng ép bức tiểu bạch long nhận tội hắn liền cảm giác này sự tình tất nhiên có tây hải long vương ngầm đồng ý bằng không liền tính là đài cao phía trên trấn áp hết thảy huệ ngạn hành giả cũng không dám tùy ý bắt chẹt tam thái tử mà lại cái này linh bảo cấp bậc dạ minh châu cũng cực kỳ nhanh bị mấy tiểu cô nương kiểm tra hắn liền nổ cái gì bảo bối yếu ớt như vậy a à? lão đằng đại thái tử cái này sự tình các ngươi thế nào nhìn tông hùng quái liếc mắt hỏi cái này hai vị nói hắn hiện tại có chút lo lắng nếu là cái này hai người cũng là đồng lõa một trong khi liền triệt để xong đời có cái huệ ngạn hành giả trên đầu còn có vô số lính tôn tướng cua lại có thiên binh trợ trận căn bản xông ra không được chỉ có thể nhìn lão đằng cùng đại thái tử có thể hay không giúp tiểu bạch long cầu tình cái này đằng long vương cùng ngao ma ngang hai vị đồng thời lộ ra vẻ cổ quái. Bọn hắn tự hồ cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quặc, phía trước còn coi Tiểu Bạch Long được sủng ái, đột nhiên liền đối Tiểu Bạch Long làm khó, thực tại nói không có a. À. Nhìn đến bọn hắn mặt lộ khó khăn dáng vẻ, Tông Hùng quái nội tâm nhẹ thở ra một hơi. Còn tốt, còn tốt. Chí ít bọn hắn cũng không phải đồng lõa. Tiểu Bạch Long, ngươi mau mau nhận tội, ngươi những này Long Thúc còn có thể vì ngươi cầu tình, bằng không liền đều muộn. Đúng vậy a, à, đạp nát ngự tứ dạ Minh Châu, cái này có thể là tội lớn ngập trời a à? lại không nhận tội cho dù là ngươi phụ hoàng cũng không giữ nổi ngươi long cung trên dưới các chủng thảo phạt thanh âm vang lên chúng long vương lần lượt đại nộ khác biệt tại tại có hát mặt đen có hát mặt trắng nhưng mà không một cái ngoại lệ đều muốn tiểu bạch long nhận tội rất nhiều địa vị cực cao long vương mở miệng quay quanh tại tiểu bạch long bên cạnh long nữ dọa đến mặt vô nhan sắc đều tán ra vạn thánh công chúa còn muốn giúp tiểu bạch long nói câu nói nói là chính mình không cẩn thận đánh nát nhưng mà nhìn đến vạn Thánh Long Vương trừng mắt trừng đến, lại thêm vô số Long Vương áp lực như như núi kêu biển gầm hướng nàng đè xuống, nàng cũng không dám thở mạnh, càng đừng nói giúp Tiểu Bạch Long nói chuyện. Chúng Long Vương hướng Tiểu Bạch Long bức ép tới, khí thế vô cùng kinh khủng. Nếu là bình thường Long tử, sớm liền dọa đến mặt không có chút máu, vì xuống đất khuất phục. Nhưng mà Tiểu Bạch Long một tay cầm kiếm, cùng chúng Long thúc giằng co. Chúng Long Vương thấy hắn tay bên trong kia chui một kiếm, từng cái đều nội tâm sợ hãi suy cho cùng này trước tiểu bạch long dùng một kiếm chi uy nghiền ép tất cả long tử long vương thậm chí liền cửu đầu trùng cái này dạng cao thủ đều bị một kiếm chém giết bọn hắn là cực kỳ kiên kỵ cái này thanh kiếm tuy là một kiếm lại cho bọn hắn vô cùng vô tận áp bách cảm giác các ngươi nói đủ chưa tiểu bạch long siết chặt tay bên trong một kiếm không có bị các vị long vương khí thế chấn nhiếp hắn cũng không có đi điện giải cho mình cái gì suy cho cùng nói cho cùng xác thực là hắn trông giữ bất lực dù cho đạp nát cái này hạt châu người không phải hắn cái này chút long vương cũng đều quyết giữ ý mình sẽ không nghe hắn giải thích lại là hạt châu đạp nát tổng phải có người bị trừng phạt như hắn không chịu trách phạt kia tất nhiên hội rơi tại vạn thánh công chúa cùng cái khác long nữ thân bên trên cho nên tiểu bạch long ánh mắt nhìn về phía chúng long vương quanh thân kiếm ý như sương tự hồ có một đạo cường hoành vô cùng khí tràn ngăn cách tất cả người để chư vị long vương không dám tiến thêm một bước về phía trước một mình ta làm sự tình một người làm dạ minh châu sát thực nát tại ta tay mà ta cũng không nghĩ cho các vị Long Thúc thêm phiền phức. Đã như đây, ta cùng Long Cung đoạn tuyệt quan hệ, từ này không cần cái nhà này. Chương 178, Ngao Liệt hướng chúng thần cầu nguyện, hồi ứng hắn chỉ có phong thần thời kỳ Na Tra, thượng. Tiểu Bạch Long cầm trong tay một kiếm, tự lập xuống thiên đạo đại thề, cao giọng mở miệng. Ta Tiểu Bạch Long, từ hôm nay thoát ly Long Tộc, không lại là Tây Hải Tam Thái Tử, cũng không lại là Long Tộc Hậu Duệ. Các vị Long Thúc đã cho rằng ta làm hư thiên đình ban thưởng Minh Châu, hỏng các vị nhã hứng, khi ta cứ vậy rời đi Long tộc, vứt bỏ cái này Tây Hải Tam Thái tử thân phận, cùng Long cung lại không quan hệ. Đừng nhìn ngày thường bên trong ngao liệt tính cách nội liễm, đã không tự đại cũng không cuồng vọng, nhưng mà hắn lấy tên mang một cái liệt chữ, liền biết rõ hắn tính tình luôn luôn cường ngạnh, chỉ là bình thường càng thu liễm. Hắn cũng nhìn ra đến, những này Long Vương liền là muốn ép nhận tội. Đã như đây, giải thích là vô dụng. Huống chi hắn muốn mồm mép công phu cũng tuyệt không bằng những này lão đồ vật, đơn giản vừa mở miệng, liền là đoạn tuyệt cùng Long tộc hết thảy quan hệ lời nói này lập tức để chúng long vương biến sắc bọn hắn xác thực muốn bức bách tam thái tử nhận tội mà lại phía sau cũng đại khái tỷ lệ muốn cùng tam thái tử đoạn tuyệt quan hệ nhưng mà không phải hiện tại nếu như bây giờ liền để tam thái tử chém đứt cái này tầng liên hệ kia bọn hắn cũng không có tư cách đi thảo phạt cho nên bọn hắn tất không khả năng cái này dễ dàng để tiểu bạch long như nguyện tam thái tử ngươi chớ có cho là cùng long cung đoạn tuyệt quan hệ ngươi liền có thể rủ sạch hết thảy ngươi sinh là long tộc long tử chết cũng là long tộc hồn ngươi phạm sai lầm chúng ta cũng cực kỳ đau lòng, còn là phải nhanh chóng nhận tội, tự có thiên cung sứ giả đưa đi thiên đình định tội. Gừng càng già càng cay. Có Long Vương mở miệng, hoàn toàn không để Tiểu Bạch Long rủ sạch huyết mạch cái này tầng quan hệ. Nếu như Tiểu Bạch Long thật thoát ly Long tộc, kia bọn hắn còn thế nào mượn này làm khó? Mà lại những này Long Vương, đều am hiểu sâu lôi kéo chi đạo, không thể bước đến quá gấp, còn đến có người hát mặt đỏ, trần thuộc lợi hại, không thể đem Tiểu Bạch Long trực tiếp bước chạy. Chỉ cần có huyết mạch duy trì lấy cái này tầng quan hệ, tiểu bạch long nghĩ đi thẳng một mạch cũng khó suy cho cùng hắn thể nội chung quy chảy xuôi long tộc huyết mạch này vì tam thái tử gốc gác cũng vì thiên đạo thừa nhận không phải ngươi vô cùng đơn giản một câu lời liền có thể vứt bỏ huống chi bọn hắn cũng không phải cửu đầu trùng cái này dạng cùng tam thái tử không huyết mạch liên quan chư vị đều là tiểu bạch long thúc thúc cửu phụ dù cho bước đến lại gấp ngươi tam thái tử còn có thể một kiếm trảm chúng ta mấy cái không thành dựa vào lấy cái này tầng huyết mạch quan hệ bọn hắn có lấy vô cùng lôi kéo không gian tam điệp ngươi sao phải khổ vậy chứ ngươi hết thảy đều là long cung cho ngươi mỗi một giọt máu mỗi một miếng thịt đều là từ long cung ngươi còn có thể vứt bỏ hay sao đã phạm phải tội lớn ngập trời nhanh chóng quỳ xuống nhận tội không muốn lại làm vô vị chống cự đúng vậy a à, ngươi mặc dù phạm đại tội nhưng mà ngươi phụ hoàng còn có long cung đều là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn chúng ta mấy cái đều là hội thượng thiên vì ngươi cầu tình có thể ngươi như lại cái này dạng chấp mê bất ngộ sợ chọc thiên nộ kia liền trễ a à. chúng long vương tận tình khuyên bảo thật thà khuyên chân thành đạo bọn hắn thanh âm như sấm liền là muốn tam thái tử lĩnh tội nhận phạt mà tam thái tử cái này lúc cũng hơi hơi lộ ra chần chờ một chút hắn trời sinh ăn mềm không ăn cứng như là chư vị long vương nghĩ lấy hắn đầu để hắn nhận tội bị tử hình khi hắn tất nhiên cường ngạnh từ chối có thể chư vị long vương có hát mặt trắng có hát mặt đỏ có nghiêm nghị quát lớn có bóp cổ tay đau lòng không có giống nhau kể từ đó hắn tự nhiên do dự một chút cầm kiếm tay đều có chút không chắc chắn không được Tông Hùng quá nhìn đến cái này một màn, thầm nói không ổn. Hắn biết rõ Tiểu Bạch Long tính cách, ngươi như dùng ác đại chi, hắn so ngươi càng hung, nhưng mà ngươi như dùng ôn hòa, hắn tự nhiên lời tốt tương đối. Mà những này Long Vương, chính là bắt chẹt cái này một điểm, dần dần dụ dỗ, muốn để Tiểu Bạch Long thả ra trong tay kiếm, chính mình nhận tội. Nếu là Tiểu Bạch Long thật nhận tội, khi đây chính là chính Long Cung nhà sự tình, Long Cung như thế nào xử trí Tiểu Bạch Long, bọn hắn những người ngoài này căn bản không có thể nhúng tay. Dù cho ngươi lại có lý cũng không được lục nhĩ ngươi có thể dùng tâm pháp trực tiếp câu thông tiểu bạch long nội tâm tông hùng quái mở miệng nói với lục nhĩ việc cấp bách là nói cho tiểu bạch long cái này bên trong giảo quyệt bằng không hắn như thật mềm lòng vậy thì tìm những này long vương kế lục nhĩ lắc đầu không được a nhị sư huynh sư phụ truyền dạy tâm pháp xác thực có thể dùng câu thông người khác tâm linh nhưng mà cần thiết đối phương rộng mở nội tâm hoặc người lực chú ý tan rã mới được tiểu bạch long sư huynh hiện nay phong bế nội tâm lại thêm hắn tiên thức mạnh hơn ta không khả năng chủ động liên hệ hắn phải làm sao mới ổn đây. Tông hùng quái vào đầu không ngừng, nội tâm mười phần lo lắng. Mà lúc này, có một vị long tử mở miệng, thanh âm thanh lãnh, "A, à, ta như có Tây Hải Tam thái tử thực lực, thật là một kiếm toàn cho bọn hắn đánh, Tam thái tử còn là quá mức nhân từ." Xác thực, không liền là đập hư một cái hạt châu, ban thưởng lại như thế nào, ta Đông Hải còn có Vũ Đế ban tặng công đức chí bảo, cũng chỉ là làm cái trấn hải cây cột dùng, Tây Hải Long cung khó khăn Tam thái tử, thực tại là hoang đường." Nói lời nói tự nhiên là đông hải ngũ thái tử cùng nam hải hồng long thái tử bọn hắn địa vị cùng loại với tiểu bạch long nhưng là tây hải lại không quản lấy bọn hắn vì đó bọn hắn tự nhiên có can đảm nói lời nói thật cũng là không tại sao chỉ là vì tây hải tam thái tử nói rõ bất công đạp nát chính là một cái hạt châu cho thiên đình bồi tội bồi lễ liền là cái gì cần phải báo lên thiên đình để thiên đình đến trọng phạt các ngươi hai vị đều là ta tây hải long cung quý khách long vương dày rộng nhân từ liền không truy cứu các ngươi nói bậy tội lỗi có chút lời còn là ít nói hai câu a à. mà hai vị vừa vừa mở miệng liền có thanh long vương lạnh giọng nhắc nhở tây hải long vương nhiều dùng màu sắc mệnh danh thanh long vương trên thực tế cũng là một đầu hắc long vì tây hải long vương tay trái tay phải gặp đến nam hải cùng đông hải thái tử vì tiểu bạch long bên vực kẻ yếu ngại tại bọn hắn hai người thân phận đương nhiên không thể thô bạo đối đãi chỉ có thể mở miệng cảnh cáo cái này hai vị long thái tử thân một bên đều có một nhóm tùy tùng hộ vệ đối thanh long vương uy hiếp cũng không e ngại bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục mở miệng, còn là cười lạnh nhìn cái này ra nháo kịch. Tứ Hải Long Thái tử phần lớn cùng ngạo, thế nào khả năng mặt người chém giết, dùng tam thái tử thực lực, càng không khả năng ngồi chờ đợi. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn nhìn, các ngươi muốn đem tam thái tử bước đến tình cảnh gì? Ngược lại, hắn phải chủ động xuất kích. Chư vị ngồi ở đây, có đến từ Tứ Hải, cũng có đến từ Ngũ Hồ, các phương thủy vực, này trước trước khi tỷ đấu, người nào có thể từng nghe nói cái này dạ Minh Châu là thiên đình ban thưởng đồ vật, có người nào có thể từng nghe nói cái này dạ minh châu vô cùng trân quý rõ ràng là chờ đến cái này hạt châu bị đập hỏng phía sau mới mở miệng nói này vật trân quý ngay từ đầu không lộ ra chờ đến đạp nát phía sau mới trần thuật này vật quý giá chẳng lẽ này vật một ngày không đập hư tại tràng bao gồm ta tại bên trong chư vị liền một ngày không biết rõ cái này đồ vật có nhiều quý giá huống chi ta đem này vật mượn cho chư vị công chúa thưởng thức lúc các vị long thúc lẽ nào không có một cái người chú ý tới mà lại không một người đến ngăn lại không phải nói rõ là cái này bảo vật ở trước mặt các ngươi liền như đất bên trên bụi đất cái này liền là các ngươi đối đãi ban thưởng đồ vật gương mặt cái này liền là các ngươi đối đãi thiên cung chí bảo thái độ các ngươi thật là lòng dạ đáng chém nghĩ muốn cho ta mượn bàn tay đạp nát dạ minh châu đem tội danh treo đến trên đầu của ta tiểu bạch long thanh âm vang dội vang vang mở miệng đã các ngươi muốn cưỡng ép mang lên tội lỗi vậy cũng đừng trách ta vạch mặt kéo tất cả người xuống nước ta có tội các ngươi một cái cũng chạy không được quả nhiên lời này vừa nói ra tất cả long vương khuôn mặt sợ hãi chẳng ai ngờ rằng cái này tiểu bạch long vậy mà cắn ngược lại một miệng đem đập hư dạ minh châu nồi cho bọn hắn đánh một cái nam hải cùng đông hải hai vị thái tử cũng truyền đến tiểu bạch long bên tai hắn hít sâu một hơi rốt cuộc trì hoãn tâm thần cái này lúc tiểu bạch long rốt cuộc minh bạch mình nếu là lui về phía sau một bước dùng tây hải long cung tam thái tử thân phận thừa nhận cái này phần tội lỗi kia chi sau hết thảy quyền chủ động đều nắm giữ tại người khác tay bên trong cho nên hắn không thể lùi bước chương 179, Ngao Liệt hướng chúng thần cầu nguyện, hồi ứng hắn chỉ có phong thần thời kỳ na tra, hạ. Suy cho cùng, này sự tình là Tây Hải Long Vương cưỡng ép an bài, ngay từ đầu kế sách ngoại trừ vấn đề phía sau, chỉ có thể cưỡng ép cho Tiểu Bạch Long định tội, vì đó có không ít sơ hở. Nhưng mà chúng Long Vương vốn cho rằng Tiểu Bạch Long là cái lỗ mãn tuổi trẻ người, chỉ cần đầu não nóng lên, liền sẽ làm ra rất nhiều táo bạo sự tình, tỉ như hai lời không nói một kiếm chém bị thương Long Vương. Kể từ đó, tội thêm một bậc liền giải thích đều vô dụng dù cho có người nhìn ra kế hoạch này mười phần hoang đường chịu không được cân nhắc có thể chỉ cần tiểu bạch long bạo khởi thương người khi tất cả người đều nhất định sẽ duy trì tây hải long cung trừng phạt tam thái tử nhưng mà cái này dạng bức bách phía dưới tam thái tử một không có bạo khởi thương người hai cũng không có thả ra trong tay kiếm còn là dùng lực đánh lực mượn dùng tham dự thánh long đại hội rất nhiều khách nhân đến cùng chúng long vương chống lại quần chúng con mắt là sáng như tuyết vốn liền là cưỡng ép thúc đẩy kế hoạch tự nhiên không khả năng làm đến thiên y vô phùng lời này một nói dưới đài rất nhiều khách nhân rất nhanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ lên đến đều là tại chất vấn này trước dạ minh châu bị đập hỏng một chuyện cổ quái địa phương có rất nhiều vấn đề lớn nhất là cái này dạ minh châu quý giá như thế lại không có một vị long vương tới nhắc nhở các loại đạp nát mới tức giận thực tại quái dị gặp dưới đài tiếng chất vấn từng bước nhiều lên các vị long vương sắc mặt cũng không quá dễ nhìn một ngày tiếng chất vấn che lại hết thảy khi các vị long vương mục đích triệt để thất bại lập tức vạn thánh long vương kêu to lên tiếng nói bậy nói bạ này trước cái này bảo vật ban thưởng cùng ngươi thời điểm liền nhắc nhở qua ngươi này vật giá trị liên thành có thể chính ngươi không hảo hảo trân quý còn cầm ra đến cùng người khoe khoang lại khiến thánh vật bị đập vỡ lại có một vị long vương gầm nhẹ ngươi cái này nghịch chất đạp nát thiên đình ban thưởng bảo vật còn dám khẩu xuất cùng ngôn không biết lễ phép liền nên trói tại thiên đình hàng yêu trụ bên trên đao chém hỏa chém thương đâm kiếm kịch nhìn ngươi trả lời không mạnh miệng ngươi dám ngươi là ngân long vương đúng không sao ta lớn tuổi ba vạn tuổi cũng mới tu luyện đến hợp đạo đỉnh phong ngươi loại phế vật này cũng xứng xưng long vương thật là cho ta long cung mất hết mặt mũi cái khác long vương có thể dùng gọi khí ngươi cũng xứng nói ngươi cha luồng kiến đại bản sự khẩu khí lại không nhỏ là người nào cho ngươi dũng khí tiểu bạch long mắt thấy cái này vị long vương miệng bên trong mắng lúc này hắn không sợ hãi nhìn lấy những này long vương kêu gào hắn cũng không cho đối phương mặt mũi lập tức châm chọc khiêu khích lên đến đối với long vương đến nói mặt mũi lớn qua hết thảy cho nên cái này chủng lời vừa nói ra, Ngân Long Vương lập tức cực kỳ lúng túng, lại giận vừa hận. Ngươi cái này tiểu tử a a a a a. Hắn hợp đạo đỉnh phong, cảnh giới so đằng Long Vương đều muốn thấp, ban đầu thừa cơ muốn giáo huấn một phiên tiểu Bạch Long, lại bị đối phương vũ nhục, cái này để hắn thế nào nuốt xuống cái này khẩu khí. Quản Thuận Vương, ngươi nhìn nhìn ngươi Tam Nhi tử, thật là bất chấp vương pháp, không chỉ đối Ngọc Đế đại bất kính, còn đối với chúng ta nói năng lỗ mãng, thậm chí cực hạn vũ nhục, lại không quản quản, to lớn long cung cơ nghiệp sợ đương tại trong tay hắn hủy tận đúng vậy a à, tam điệp tử không biết vì cái gì biến đến như này quái đảng tà lệ như không hảo hảo dạy bảo răng dạy định sẽ trở thành long tộc bại hoại ngân long vương tức giận khó bình vạn thánh long vương cùng rất nhiều long vương cũng là đồng thời xin chỉ thị gặp tam thái tử khó chơi bọn hắn cũng chỉ đành mời ra tây hải long vương tại tây hải long cung hắn là tuyệt đối quyền uy liệt nhi ngươi đạp nát Dạ minh châu vi phụ còn có biện pháp bảo toàn ngươi có thể ngươi như này đổi trắng thay đen đại nghịch bất đạo, ngươi để vi phụ như thế nào bảo hộ đến ngươi? Ngươi nhanh hướng ngươi chư vị long thúc xin lỗi, lại thiên cung nhận tội, bằng không người nào cũng không giữ nổi ngươi. Quản Thuận Vương thật sâu thở dài nói. Ngữ khí bên trong, tự hồ bao hàm lấy lão phụ thân bất đắc dĩ cùng thâm trầm, tự hồ không hy vọng tiểu bạch long liền cái này dạng sa đọa xuống. Phụ Vương, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy nhi thần có sai? Tiểu bạch long siết chặt quyền đầu, nhìn về phía phụ thân nói. Ngươi xem là đâu? Tây Hải Long Vương trầm giọng mở miệng, ngươi có ba đại tội một là chém giết cửu đầu trùng có sát sinh chi tội hai đến đạp nát ngự ban cho dạ minh châu có khi quân trụ chi tội ba là nhục mạ huyết thân không biết lễ phép càng là phạm phải ngạo mạng chi tội này ba tội cái nào không phải tội lớn ngập trời còn có cái gì có thể giảo biện tiểu bạch long kinh ngạc hắn vốn cho rằng vô luận như thế nào phụ thân đều sẽ hướng về hắn nói đỡ cho hắn có thể kết quả đây cũng bởi vì không cẩn thận ném nát cái dạ minh châu liền muốn hắn đền tội cũng đem hắn cột lên thiên cung nhận tội. Hắn đã đầy đủ khắc chế, đầy đủ nhường nhịn. Suy cho cùng những này long thúc, còn có hắn phụ thân, đều cùng hắn có lấy huyết mạch bên trên quan hệ, hắn không khả năng một kiếm toàn trảm. Có thời điểm, hắn cực độ căm hận huyết mạch mang đến mối quan hệ, liền tính là một cái ngân long vương, cũng có thể ỷ vào chính mình là thúc phụ mà cao cao tại thượng địa dạy huấn hắn, mấu chốt là ngươi còn không thể cầm hắn thế nào dạng. Những kia vô đức không tài người, cũng có thể ỷ vào huyết mạch mang đến thân phận, đối ngươi không cố kỵ gì khiển trách đối ngươi không buông tha ác bách vặn vẹo ngươi ý chí thảo phạt nhân tính của ngươi liền phản phất hắn là những này người vật sở hữu thân vì long tộc thái tử liền không nên có độc lập nhân cách cũng không nên có chính mình ý nghĩ cần phải bất kỳ có sự tình gì đều muốn chiếu theo sắp xếp của bọn hắn không thể làm trái cũng không thể chất vấn mà ngươi còn vô pháp phản kháng bởi vì bọn hắn là ngươi huyết thân là ngươi trưởng bối cho dù là bọn họ vô tài vô đức cũng không có năng lực chỉ cần ngươi thân mang long tộc huyết mạch liền đến nghe bọn hắn bằng không liền là đại nghịch bất đạo. a a a tiểu bạch long cười hắn ánh mắt tại rất nhiều long thúc thân bên trên từng cái nhìn qua cuối cùng rơi tại trên thân phụ thân bọn hắn tất cả người đều tại chờ lấy hắn nhận tội để hắn nuốt vào đập hư Dạ minh châu ác quả tại thời khắc này không có người quan tâm máu mũ tình thâm không có người để ý thân tình có chỉ là trần trụi lợi ích hắn cầm trong tay một kiếm chỉ hướng long vương cử động lần này bị tất cả người coi là đại nghịch bất đạo cuồng vọng. Ngươi thật là cuồng vọng a, à, vậy mà dám đối ngươi phụ thân bất kính. Bất hiếu dòng giỏi, thật là bất hiếu dòng giỏi a, à, Tây Hải Long cung thế nào sẽ sinh ra ngươi cái này cái long tử. Ngươi thật là nghịch chất a, à, ngươi sao dám đối ngươi phụ thân như này vô lễ. Một nháy mắt, tất cả Long Vương đều chỉ lấy Tiểu Bạch Long trách cứ mắng chửi nói. Cầm kiếm chỉ thân sinh phụ thân, thật là đáng chết, đáng chết a. À. Các ngươi nói ta đối phụ thân bất kính, có thể hắn chỗ nào là ta phụ thân rồi. Tiểu Bạch Long ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng mọi người nói, cái này cái điên đảo đen trắng, mắt mờ, vô đức không có năng lực, gặp lợi huân tâm háo sắc chi đồ, bằng cái gì thành vì ta phụ thân. Chúng Long Vương Triệt để hải nhiên, không có nghĩ đến Tiểu Bạch Long lại dám nói ra như này đại nghịch bất đạo lời tới. Vậy mà dám đương tràn nhục mà hắn phụ thân Tây Hải Long Vương. Liền là Long Vương bản thân, lúc này sắc mặt cũng liếc. Thật là nghịch tử, nghịch tử A. Mà giờ khắc này, Tiểu Bạch Long đã đối đám người ánh mắt hỗn không để ý, cười to mở miệng. Quên nói cho các ngươi, ta tiểu bạch long đã từng thần tượng tên là na tra lúc đó hắn dùng một người lực lượng đạp nát ta long tộc xương sống xé rách long tộc sau cùng tấm màn che để các ngươi những này không có năng lực long tộc hiện ra nguyên hình để các ngươi chỉ có thể khuất tại thiên đình phía dưới khổ thủ ngày xưa phong quang sa đọa tại lúc này phong lưu các ngươi những này hèn nhát không xứng là long ta tiểu bạch long cũng không cần kẻ yếu huyết mạch mà tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong tiểu bạch long thật cao tế ra một kiếm lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên thử vì chúng sinh khai thiên môn. Trước vị tự thân khai thiên linh. Hắn muốn gọt đi một thân huyết mạch, không làm long. Chương 180, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, thường. Một kiếm treo ở không trung phía trên. Cái này thanh một kiếm, lộ ra mười phần gọn gàng, ngày thường bên trong là tiểu bạch long luyện kiếm sử dụng, thậm chí so hắn những cái kia hậu thiên cấp biệt linh bảo đều càng thêm trân quý. Tại thời khắc này, kiếm ý giống như nước trút xuống, càng quét cả cái long cung. Phía trên một kiếm, cũng theo lấy rung động lên đến, tản ra vô lượng hào quang, che đậy bốn phương. Long cung đương tràn vô số người nhìn đến cái này một màn, đều là tại chỗ ngây người, nhất là huệ ngạn hành giả, hắn nhìn trên trời giống như thần minh bình thường tiểu bạch long, con ngươi triệt để co rút lại thành lỗ kim hình, hải nhiên vô cùng. Cái này là kiếm ý, đây thật là kiếm ý. Không có nghĩ đến, chính là một cái tây hải tam thái tử, vậy mà có thể hiểu ra kiếm ý, từ xưa đến nay, hồng hoang tam giới, thiên thượng địa hạ, có mấy người tu thành chân chính kiếm ý. Huệ ngạn hành giả nắm chặt quyền đầu, phong thần đại chiến, hắn là chính diện kiến thức qua thông thiên giáo chủ kiếm ý, như không phải chư thánh giao phong, giáo chủ tâm tư cũng toàn bộ tập trung, bằng không từ tru tiên kiếm trận bên trong tiết lộ ra bất kỳ cái gì một luồng kiếm ý, đều có thể diệt tuyệt thiên hạ thương sinh. Một kiếm, đừng nói nhật nguyệt tinh thần, núi sông tuế nguyệt, hồng hoang thiên địa, đều có thể tùy ý lao đi. Hắn lại một khắc này liền ý thức đến. Như này lăng lệ vô biên lực lượng, không có bất kỳ cái gì người có thể ngăn lại, cùng là thánh nhân cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi, hắn có thể từ phong thần đại chiến sống sót đến, thuần túy là bởi vì thông thiên giáo chủ xem thường tại đồ sát sâu kiến là thánh nhân nhân từ. Lúc đó từ tru tiên kiếm trận bên trong tiết lộ khí tức, liền là kiếm ý, thánh nhân chi kiếm ý. Mà hậu thế người, không có người nào có thể tu thành. Nhưng mà tại giờ phút này, hắn lại lần nữa gặp đến kia chủng khủng bố vô biên lực lượng. Bất quá. Tiểu Bạch Long kiếm ý, lại không phải mặt ngó đất bên trên sinh linh, còn là hướng chính mình. Thanh kiếm kia bên trên khí tức, rõ ràng mang lấy sinh sinh không ngừng sáng ý, có thể lúc này lại bổ sung lấy một đạo bi thương sát niệm, kiếm phong đối lấy chuẩn hắn thiên linh chỗ. Oanh long long. Oanh long long. Thiên cung bi ca, đại địa khóc. Mây đen tại cửu thiên phía trên ngưng tụ, dày đặc tới cực điểm, có lôi đình càng quét, hóa thành từng đạo dữ tận vô cùng điện long, trên bầu trời bàn xoáy. Càng kèm thêm tháng sáu tuyết rơi, huyết vũ phiêu bạc, tứ hải khoái động. Chủng chủng đáng sợ dị tượng, hóa thành thiên tai, Hàng Lâm đến nơi đây. Lúc này, chính là phong khởi vân dũng lúc. Cùng phong sóng lớn, cuốn lên trời cao. Vì chúng sinh khai thiên môn, mà ta tự thân, cũng là chúng sinh trong đó một trong. Nếu như thế, ta trảm đi này thân, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, nguyện thiên hạ chúng sinh, đều không lại bị gốc các hạn chế, bị huyết mạch. Chúng ta mấy cái đều là tự tại thân, người nào dám cao cao tại thượng. Tiểu Bạch Long ánh mắt trong veo trong vắt, hắn muốn từ bỏ cái này thân huyết mạch, loại bỏ cái này thân quốc thịt, làm cái này tự tại nhất người, không bị bất kỳ cái gì người cùng sự tình ràng buộc. Cái gì tam thái tử, cái gì long cung, từ nay về sau, đều chết cho ta một bên đi. Buồn bã, tự tại cũng vô cầu. Lời vừa nói ra, phía trên một kiếm huyễn hóa vạn đạo, kiếm phong chỉ, đều là hướng về tiểu bạch long nhục thân. Vô tận thiên lôi, vô tận hắc vân, cùng phong tàn mưa rào, càng lộ ra thiên địa âm út. Cái này một khắc, nhật nguyệt thất sắc hắc ám hàng lâm. Cái này tam thái tử, chẳng lẽ thật muốn bắt trước na tra không thành. Rất nhiều long vương kinh cũng không ngớt. Bọn hắn đón gió mà đứng, nhìn qua thương không phía trên tiểu bạch long thể nội giống như thiên khiển địa khủng bố ý chí, lệnh bọn hắn tất cả người sợ hãi, lệnh bọn hắn tất cả người kinh hoàng. Lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, hắn thực có can đảm, hắn vậy mà thực có can đảm a à. Hắn cái này tiểu súc sinh, lại muốn gọt đi huyết mạch, không long, hắn không có huyết mạch, hắn còn có thể có địa vị hôm nay hắn chỉ là cái phế nhân. Thật xem là không vì long tộc, hắn liền có thể trốn qua này kiếp. Không có cửa, hắn lập nát giả Minh Châu, liền là Phạm Thiên Điều, hắn không có long tộc thân phận giữ gìn, làm chết không toàn thay. Lóc đi, lóc đi, ta nhìn tiểu ân tử có thể chạy trốn tới đâu đây, gọt đi huyết mạch, không long, lại không có long tộc gốc gác, hắn liền là liền yêu quái cầm thú đều không bằng. Những này long vương một bên kinh khủng, nhưng mà một bên miệng phát ra tiếng cuồng tiếu, cho rằng tiểu bạch long quyết định là cực kỳ ngu xuẩn một ngày hắn gốc các mét vuông lóc, tu vi mất hết, kia hắn liền sẽ trở thành mặt người chém giết dê bò, người nào cũng cứu không được hắn. Đều cho ta ngậm miệng. Tông hùng quái hai quyền oanh ra, đem phụ cận mấy tên hô hào Long Vương đánh đến mặt mũi bầm dập. Hắn gần như phải điên, hắn không có nghĩ đến tiểu bạch Long cái này hung ác, lại muốn lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ, mà lại còn dùng tự thân huyết nhục vì tế phẩm gốc các làm đại giá, vì chúng sinh ưng thuận đại hoành nguyện, muốn vì thiên hạ thương sinh kiếm khai thiên môn. Làm như thế, giá quá lớn, hậu quả quá nặng cứu không cũng không thể cứu thiên đạo tế phẩm cho dù cưỡng ép đi ngăn lại cũng đã thành đại giới ngươi không khả năng hướng thiên đạo muốn trở về liền cùng hoàng đế trưng dụng thổ địa của ngươi tịch thu ngươi nhà ngươi một giới nông phu còn có thể hướng thiên tử muốn trở về đương nhiên không khả năng thiên đạo đại thề một ra hiệu quả lập tức xuất hiện dù cho hiện tại đi ngăn lại cũng không làm nên chuyện gì hắn hiện tại cái gì cũng làm không được sớm biết mới vừa rồi liền lỗ mãn một điểm mang lấy lục nhĩ cùng tiểu bạch long cưỡng ép truyền ra ngoài, còn có thể có lưu một chút hy vọng sống, nhưng bây giờ, tiểu bạch long lóc đi cốt nhục gốc gác, một thân pháp lực liền toàn phế. Tông hùng quái nắm chặt quyền đầu, sa vào thật sâu tự trách bên trong. Hắn lá gan quá nhỏ, còn là nghĩ đương nhiên xem là chính mình một điểm, cẩu một điểm, liền sẽ không xảy ra chuyện, có thể chuyện này chỉ có thể bảo đảm tự thân an nhiên, nhưng mà không thể bảo đảm sư huynh để không việc gì. Thân vì thái hư thiên nhị sư huynh, hắn thế mà không thể hảo hảo bảo vệ tốt chính mình sư đệ như là đổi lại là đại sư huynh ở đây, toàn cho ngươi giết xong, chỗ nào còn cần thiết tiểu bạch long đứng ra đến. Có đại sư huynh tại, người nào dám động tiểu bạch long? Có thể hắn thái công, quá sợ. Hắn là biến cường, nhưng mà hắn nội tâm còn là năm đó kia đầu hèn nhát, cái gì cũng không có cải biến. Nhanh ngăn lại hắn, ngăn lại hắn. Tây Hải Long Vương hô to, hắn cũng không cho rằng Tiểu Bạch Long gọt đi gốc cát, đối Long Cung đến nói là một chuyện tốt. Ngược lại cho rằng như Tiểu Bạch Long huyết mạch gọt hết, khi hắn liền cùng Long Cung lại không quan hệ, cho dù cưỡng ép để hắn tham dự Tây Du Đại Kiếp, khi đối Long Cung cũng sẽ không có chút nào ảnh hưởng, càng sẽ không mang đến bất kỳ lợi ích, bởi vì hắn đã không phải là Tây Hải Long Cung Tam Thái Tử. Thậm chí, hắn không lại là Long Tộc. Cứ như vậy, Long Cung dựa vào Phật môn cuộc khởi kế hoạch hoàn toàn thất bại. Hắn cái gì cũng không có được. Còn gánh vác cử thế bêu danh. Cái này là một cuộc tuyệt đối thâm hụt tiền mua bán. Huống chi, Ngao Liệt không lại là Long Tộc Thái Tử về sau, long cung liền không có đạo lý chi phối hắn tương lai bọn hắn hết thảy kế hoạch bất quá là như gương hoa thủy nguyệt bình thường bọc biển nguyễn ảnh còn có ý nghĩa gì cần phải ngăn cản hắn ngăn cản hắn nhưng mà tây hải long vương như này càng cả giọng hô to lại không có một cái long vương di chuyển nguyên nhân là tiểu bạch long bạo phát kiếm ý quá mạnh cường đại đến không gì sánh kịp kiếm ý thao thiên đứng chi chết ngay lập tức người nào dám đến gần tây hải long vương để bọn hắn chửi rủa tiểu bạch long bọn hắn tự nhiên có thể dùng làm theo, suy cho cùng cái này lại không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Dù cho hợp đạo kỳ Long Vương cũng có thể ý vào thuốc cửu địa vị nói cái một đôi lời. Có thể để bọn hắn bốc lên tính mệnh lo lắng đi lên ngăn lại tiểu Bạch Long. Không ai dám. Long tộc sớm đã không còn năm đó cốt khí, chớ nhìn bọn họ thường nhớ chuyện xưa quan huy thời khắc, trên miệng kể rõ Long tộc kiêu ngạo, nhưng bọn hắn lại cũng không phải năm đó hồng hoang ba đại tộc. Hiện nay Long tộc, chỉ biết hưởng lạc, chỉ biết túng dục, chỉ biết cố thu mình lợi, móc mèo ngu muội thật có thể nói là là tạm thời an toàn tính mệnh tại tam giới không cầu nghe đạt tại hồng hoang thậm chí đàm luận lên phục hưng long tộc lúc cái này bầy long vương cũng là một phiên châm chọc khiêu khích cảm thấy cái này là suy nghĩ viển vông vì đó một tâm nghĩ muốn phục hưng long tộc tiểu bạch long ngược lại thành long cung dị loại tiểu bạch long kiếm ý mang lấy sinh khí tức lại lại tuyệt vọng vô cùng hắn đối long tộc một nát không có năng lực đã sớm bi thương tại tâm chết không mang bất kỳ cái gì hy vọng cho nên chung quanh hắn kiếm quan chính là đề phòng long tộc ai dám lên trước liền giết gọt đi huyết mạch hắn lại cũng không phải long cung tam thái tử các ngươi mấy cái cũng không phải thúc phụ của ta chẳng qua là bèo nước gặp nhau người xa lạ thôi đánh mất huyết mạch quan hệ giữ gìn cái này bầy long vương nội tâm vô cùng rõ ràng tiểu bạch long là thật sẽ chém giết bọn hắn chính như đây nguy hiểm đến bọn hắn tính mệnh liền là long vương mệnh lệnh thiên đình chi lệnh cũng dám chống lại cái này liền là bọn hắn còn sót lại dũng khí nhanh đi ngăn lại hắn a bất kể tây hải long vương như thế nào tru lên như thế nào hạ lệnh lại là không có một cái long vương di chuyển toàn bộ cúi đầu không nói không dám lên trước không ít long vương còn tại không ngừng oán thầm để chúng ta lên trước chẳng lẽ là muốn làm chết chúng ta tam thái tử mạng là mạng chúng ta long vương mạng liền không là mạng rồi tự thân tính mệnh lớn hơn trời cân nhắc một phiên tự nhiên không có người di chuyển pháp luật không trách nhiều nhiều như vậy long vương đều kháng chỉ không kém ta một cái đến thời điểm trách tội xuống cũng trách không đến ta đầu bên trên tất cả long vương không một cái ngoại lệ đều như vậy long tộc chính như ngao liệt nói đã sớm không có xương sống tây hải long vương lại thế nào tức giận lúc này cũng là không có năng lực cuồng nộ hắn trông cậy vào huệ ngạn hành giả lúc này cũng không có xuất thủ hắn chức trách chỉ là qua đến giám sát đem chứng kiến hết thảy báo lên thiên đình cùng bồ tát là đủ đây mới là hắn sứ mệnh mà hiện nay biến cố quá nhiều quá lớn hắn như tự tiện xuất thủ sợ là đem cái này một bãi vũng nước đục quấy thành bùng loãng.